Chương 1400, Lữ Phương, Long Ngạo Thiên, ta vấp ngã. Bất quá ở trong học viện, người giết không được ta. Việc này ta nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi. Lưu Võ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu không hề che giấu chút nào nói. Ầm ầm, trên người hắn có một đạo thần quang xông lên tận trời, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, như huy hoàng thiên lôi giống như vậy, chấn động tứ phương. Đã có rất nhiều học viện đệ tử chú ý tới động tĩnh bên này, thậm chí bắt đầu có người chạy tới. Lưu Võ tin tưởng, Lăng Tiêu không thể ở đây động thủ, hơn nữa cũng không giết được hắn. Nói đến, Lưu Võ trong lòng vẫn còn có chút vui mừng. Như không phải Lăng Tiêu cuối cùng một kích kia quá mức khủng bố, liền ngay cả thế giới phủ đều là trực tiếp nổ tung, chỉ sợ hắn thật vẫn muốn mua dây buộc mình, bị Lăng Tiêu chém giết ở thế giới phủ bên trong. Ta không giết được ngươi, thật là chuyện tiếu lâm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở trong học viện, ngươi là có thể bảo vệ mệnh hay sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, trong tay huyền côn kiếm lại một lần sáng lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bù, thánh huy tràn ngập, kiếm khí bốc lên, Lăng Tiêu quanh thân khí thế cũng biến thành cực kỳ kinh khủng lên, một luồng sát ý lạnh như băng đem Lưu Võ khóa chặt lên. Lưu Võ biến sắc mặt, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự muốn tiếp tục động thủ với hắn. Bất quá hắn biết hắn xác thực không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, như là Lăng Tiêu thật sự xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, một luồng mênh mông mà khí thế bàng bạc bộc phát ra, trong hư không xuất hiện một người mặc đạo bào màu đỏ thắm ông lão. Mặt mũi hắn hồng hào, dùng nhàn quắc thước, xem ra vô cùng uy nghiêm, con ngươi quang thâm thúy mà sắc bén, như thương ưng giống như vậy, khiến người ta không dám cùng đối diện. Hắn là phó viện trưởng Lữ Phương, cũng là Lữ Viêm gia gia. Gia gia, ngươi có thể coi là đến rồi. Cái này Long Ngạo Thiên quá kiêu ngạo, dĩ nhiên không để ý học viện cấm lệnh, trong âm thầm ra tay đem Lưu sư huynh đả thương, ngươi nhất định phải hung hăng xử phạt hắn. Lữ Viêm thấy được Lữ Phương xuất hiện phía sau, nhất thời giống như là thấy được cứu tinh giống như vậy, trong nháy mắt hướng về Lữ Phương bay qua, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận. Hắn dĩ nhiên là kẻ ác cáo trạng trước, trực tiếp đem chịu tội tất cả thuộc về ở Lăng Tiêu đầu trên. Ngươi nói hưu nói vượn. Rõ ràng là Lưu Võ lợi dụng thế giới phù, muốn giết Long Sư Đệ, nhưng không phải là đối thủ của Long Sư Đệ, thua ở Long Sư Đệ trong tay. Lữ Phó Viện Trưởng, chúng ta cũng có thể vì là Long Sư Đệ làm chứng. Phương Thịnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận đến sắp phát run lên. Này Lữ Viêm cũng thật là hèn hạ vô sỉ, để tất cả mọi người là căm phẫn sục sôi lên. Lưu Văn Thanh hướng về Lữ Phương sâu sắc thi lễ một cái nói, Lữ Phó Viện Trưởng, đại ca ta cũng không nghĩ giết Long Ngạo Thiên. Chỉ là đến hỏi dò phụ thân ta tin tức. Thế nhưng tên khốn kiếp này không chỉ giết phụ thân của chúng ta, còn muốn giết đại ca ta diệt khẩu, kính xin Lữ Phó Viện Trưởng vì chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Lưu Văn Thanh khuôn mặt bi thương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Mà chung quanh đông đảo đệ tử từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, bọn họ căn bản không nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lưu Võ trong đó một trận chiến, vì lẽ đó cũng không biết hai phe cái gì. Bất quá bọn hắn nghe được một cái tin. Long Ngạo Thiên đả thương Lưu Võ, này nhưng là một cái đủ để toàn bộ chiến thần học viện đều chấn động đại tin tức. Lưu Võ là ai? Tiềm Long bảng thứ 9 Huyền Vũ Vương, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí truyền nghe được thượng cổ thánh nhân truyền thừa, thực lực tăng mạnh, lần này thậm chí có hy vọng cạnh tranh Tiềm Long bảng trước 3, chính là mọi người chú ý nhất đứng đầu ứng cử viên. Nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, hắn lại bị Long Ngạo Thiên bị đả thương. Long Ngạo Thiên chỉ là 3 năm trước mới nhập môn đệ tử mới. Tuy rằng trước đã từng đánh bại Sở Vân Phi, nhưng cũng không có gây nên quá lớn quan tâm. Hiện tại nói cho mọi người, Long Ngạo Thiên dĩ nhiên đả thương Lưu Võ, này để mọi người quả thực đều giống như đang nằm mơ như thế, khó có thể tin. Dù sao, Lăng Tiêu ở thần ma không gian trong sự tích còn không có truyền tới. Lữ Phương ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám xúc phạm giới quy tắc, một mình động thủ đả thương Lưu Võ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lữ Phương thanh âm còn như lôi đình giống như vậy, khuôn mặt uy nghiêm, tới liền trực tiếp cho Lăng Tiêu giữ một cái chụp mũ. Mà tất cả mọi người là trong lòng hơi động, biết Lữ Phương chỉ sợ là quyết ý muốn bao che chở cháu của mình cùng Lưu Võ. Lăng Tiêu nở nụ cười, nhưng là nét cười của hắn nhưng có chút lạnh, nhìn chằm chằm Lữ Phương lạnh lùng nói ra, Lữ Phó Viện Trưởng, chẳng lẽ ngươi là điếc sao? Vừa rồi Phương Sư Huynh đã nói qua, là Lưu Võ nếu muốn giết ta chỉ là bị bức bách phản kích thôi. Ta còn thật không biết ta phạm cái gì tội, ngươi làm phó viện trưởng, chẳng lẽ muốn bao che chở bọn họ hay sao? Lớn mật, Lữ Phương trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, ngươi nói Lưu Võ muốn giết ngươi. Có chứng cứ không, mà Lưu Võ bị ngươi đả thương,
nhưng là rất rõ ràng sự tình. Ta toàn bộ ngươi không muốn ngụy biện, ngoan ngoãn nhận tội, có lẽ còn có thể có được xử lý khoan hồng. Ha ha ha, Lữ phó viện trưởng, ngươi có phải là đầu óc nước vào? Bọn họ đều có thể làm chứng cho ta, là Lưu Võ lấy ra thế giới phủ, nếu muốn giết ta. Vì sao ngươi tin vào tôn tử của ngươi, cũng không tin lời của chúng ta? Ngươi coi như là làm việc thiên tư trái pháp luật, cũng không cần làm được rõ ràng như vậy chứ. Lăng Tiêu giận quá mà cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Trước mắt cái này Lữ Phương vẫn đúng là không có bị hắn để ở trong mắt, già nua lẩm cẩm lão già, thực lực kém xa Tít Tắp Hàn Lực trưởng lão, nhưng cũng chỉ biết là làm mưa làm gió, xem ra trong ngày thường là cao cao tại thượng quen rồi. Cắt, cứ như vậy còn không thấy ngại làm phó viện trưởng. Xử sự bất công, chúng ta muốn tìm viện trưởng cáo trạng. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, không sai, trực tiếp để cho các người viện trưởng khai xuất cái này rác rưởi, cũng coi như là tinh chế học viện bầu không khí. Lừa đen mở cái miệng rộng cười nói, lộ ra mở miệng cửa lớn nha. Mọi người chung quanh trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khác lạ, Lữ Phương trong ngày thường ở trong học viện làm mưa làm gió quen rồi, coi như là bọn họ có ý kiến gì, cũng chỉ là thầm lén nghị luận một phen, cũng không dám vì là Lăng Tiêu xuất đầu. Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám nhục mạ sư trưởng, bất tuân giới quy tắc, đơn giản là ngông cuồng đến cực điểm. Còn không quỳ xuống đến bé ngoan lĩnh tội, Lữ Phương ánh mắt phát lạnh. Một cổ khí thế cường đại hướng về Lăng Tiêu chân áp mà tới. Lăng Tiêu không có chút nào khách khí, quả thực giống như là quay về Lữ Phương đập hai miệng rộng tử như thế, nhất thời liền để hắn tức điên, trong lòng đối với Lăng Tiêu sinh ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Mà hắn cũng biết, Lăng Tiêu căn bản không hề có một chút bối cảnh, coi như là thiên phú không tệ, thậm chí có thể đả thương Lưu Võ càng là để hắn khiếp sợ, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Chỉ là thiên thần cảnh tu vi, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hắn vị này thần vương hay sao? Lữ Phương đã quyết định phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn, để hắn rõ ràng sự lợi hại của mình. Nhưng tiếc là chính là, hắn thần vương cảnh khí thế tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói căn bản không hề có một chút ảnh hưởng, liền vô tự thiên thư đều không cần vận dụng, giống như là gió mát phất qua mặt. Lữ Phương, người bớt ở chỗ này làm mưa làm gió. Ta không phải là mặc ngươi nắn bóp quả hồng nhũn, nếu không muốn chết, liền cút cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Phương nói rằng. Trong lòng hắn hết sức chán ngán, biết có Lữ Phương ở, hắn hôm nay là giết không được Lưu Võ, thế nhưng Lữ Phương dĩ nhiên như vậy ban ngày ban mặt bảo vệ Lưu Võ nhằm vào hắn, nhất thời liền để hắn trong lòng có chút phẫn nộ lên. Chương 1401, Võ Đài Trường Lão. Mọi người vẻ mặt đều là chấn kinh rồi. Dù nói thế nào, Lữ Phương đều là học viện phó viện trưởng, lâu năm thần vương cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Long Ngạo Thiên lại dám như thế nói chuyện với Lữ Phương, chẳng lẽ sẽ không sợ Lữ Phương dưới cơn nóng giận giết hắn sao? Dù sao, chiến thần học viện bên trong giới luật nghiêm ngặt, đệ tử nhục mạ phó viện trưởng, vốn là một cái rất lớn tội lỗi. Mọi người vẻ mặt đều là thập phần cổ quái, nhìn về phía Lữ Phương. Lữ Phương sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ băng hàn lên, trong ánh mắt tuôn ra một tia thật sâu sát ý. Long Ngạo Thiên, ngươi dám to gan nhục mạ sư trưởng, ngu xuẩn mất khôn. Hôm nay nói không chừng ta cũng chỉ có thể đem ngươi bắt lại. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng từ Lữ Phương trên người tản ra, hắn một trường hướng về Lăng Tiêu đập xuống, ở quanh người hắn phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông núi cao bóng mờ, cái kia một dấu bàn tay che ngập bầu trời mà đến, như một tòa thái cổ núi thần, cương mãnh vô cùng. Đây là chín đại một trong những tuyệt học ngũ nhạc thần trưởng, ẩn chứa núi dày nặng cùng cương mãnh, cường hãn tuyệt luân. Đồng thời, phối hợp Lữ Phương thần vương cảnh tu vi, để một trưởng này có uy lực cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người là không khỏi cả người run lên, Lữ Phương dĩ nhiên sử xuất ngũ nhạc thần trưởng, thế này sao lại là muốn bắt giữ Lăng Tiêu? Chuyện này quả thật là muốn đem Lăng Tiêu một trưởng đánh giết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sát ý, quanh người hắn ánh sáng nở rộ ra, phảng phất có 5 viên mặt trời nhỏ ở trên ngực hắn dâng lên ra. Mênh mông tinh lực bốc lên. Lăng Tiêu khí tức cả người đều trở nên sâu không lường được lên, hắn con ngươi quang giống như là nhật nguyệt giống như óng ánh, bỗng nhiên một quyền hướng về Lữ Phương đánh tới. Bất diệt chiến thể triệt để bộc phát ra, Lăng Tiêu bây giờ bất diệt chiến thể đã tu luyện đến tầng thứ 4 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể ba thần hóa long, thực lực khủng bố vô cùng. Liền ngay cả Lưu Võ vận chuyển hỗn nguyên nhất khí, đều không thể chống đối Lăng Tiêu toàn lực một đòn, có thể thấy được sức chiến đấu của hắn là khủng bố cỡ nào. Hư không rung động dữ dội. Màu vàng quyền ấn cùng trưởng ấn va chạm, giống như là hai tòa thái cổ núi thần đụng vào nhau, bạo phát ra sức mạnh kinh thiên động địa gợn sóng. Một cổ kinh khủng sóng âm phóng xạ ra, dĩ nhiên đem chung quanh đông đảo đệ tử đều là quét bay ra ngoài,
từng cái khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy rung động vẻ mặt. Mà Lăng Tiêu từ cái kia mảnh sáng chói thần quang bên trong quang bay ra, mặc dù có chút khí huyết cuồn cuộn, nhưng bản thân cũng không có bị tổn thương gì. Lữ Phương Ngũ Nhạc thần trưởng có thể nói là tay trắng trở về. Thần vương cảnh hậu kỳ sao? Đáng tiếc đều làm đến trên thân chó. Lăng Tiêu ánh mắt càng phát óng ánh lóa mắt, quanh thân chiến ý bốc lên, nhìn chằm chằm Lữ Phương ánh mắt cũng là ngày càng ác liệt. Cái gì? Lữ Phương ánh mắt chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đường đường thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, triển khai ngũ nhạc thần trưởng không chỉ không thể trấn áp Lăng Tiêu, trái lại bị Lăng Tiêu như vậy ung dung hóa giải, nhất thời để hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Kha kha, chỉ có thể cậy già lên mặt lão gia hỏa, người như vậy có thể trở thành là phó viện trưởng, đơn giản là mất mặt. Lừa đen không có chút nào khách khí, cười lạnh một tiếng nói. Ta liền biết đại ca rất lợi hại, chỉ là Lữ Phương lại đáng là gì. Không bằng thừa thế xông lên đánh chết lão già này, để mấy tên khốn kiếp này nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Diệp Lương Thần cũng là cười hì hì, nhao nhao muốn thử nói rằng. Mà Lưu Võ, Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm ba người sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi, gương mặt vẻ khiếp sợ. Thiên thần cảnh viên mãn, là có thể chống chọi thần vương cảnh hậu kỳ Lữ Phương, cái này Long Ngạo Thiên thiên phú cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt chứ. Chung quanh những đệ tử kia, thậm chí bắt đầu không nhịn được đã đem Lăng Tiêu nắm đến cùng Thiên Cương Đại Sư Huynh so sánh với, thậm chí có người cho rằng Lăng Tiêu thực lực, có lẽ không kém gì Thiên Cương Đại Sư Huynh. Thế nhưng Lăng Tiêu mới vừa tiến vào Chiến Thần Học Viện bất quá 3 năm, loại này tăng lên tốc độ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn chết, Lữ Phương cũng coi như là có chút thẹn quá thành giận, trong ánh mắt sát ý bốc lên, quanh thân khí tức vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Một cỗ ngọn lửa kinh khủng ở quanh người hắn tràn ngập ra, để hắn xem ra như một vị hỏa diễm thần vương, khống chế thiên địa hỏa diễm pháp tắc, uy nghiêm mà thần bí. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm lười biếng ở trong hư không vang lên. Lữ Phương, người đều làm đến trên thân chó đi thôi. Đường đường phó viện trưởng, dĩ nhiên cùng một người học trò chí khí, chẳng lẽ ngươi là muốn đem toàn bộ học viện đều hủy đi sao? Trong hư không ánh sáng lóe lên, xuất hiện một người mặc phá đạo bào cũ kỹ, tóc hoa râm. Vác lấy một cái đại hồ lô rượu ông lão, lười biếng nhìn Lữ Phương nói rằng. Sư thúc tổ, sao ngươi lại tới đây? Lữ Phương nhìn thấy trước mắt ông lão này phía sau, thật vất vả ngưng tụ ra khí thế nháy mắt liền thư sướng, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng vẫn tính là cung kính nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ông lão này chính là võ đài trưởng lão, chỉ là Lăng Tiêu không có nghĩ tới là, võ đài trưởng lão bối phận dĩ nhiên cao như thế, liền Lữ Phương đều phải gọi hắn là sư thúc tổ. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt võ đài trường lão chỉ là một đạo hóa thân, cũng không phải là chân thân giáng lâm, nhưng hắn cho Lăng Tiêu cảm giác nguy hiểm, nhưng vượt xa Lữ Phương. Chẳng lẽ, hắn là... Lăng Tiêu ánh mắt co rụt lại, lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Võ đài trường lão phảng phất cũng chú ý tới Lăng Tiêu ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn cười mắng, tiểu tử ngươi, liền biết gặp rắc rối, lại dám cùng phó viện trưởng động thủ, còn không quay về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lữ Phương khóe miệng giật một cái. Mà Lưu Võ cùng Lưu Văn Thanh bọn người là nháy mắt phẫn nộ lên. Lăng Tiêu dám đối với phó viện trưởng động thủ, như là dựa theo tông môn giới luật nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị, nhưng cũng bị võ đài trưởng lão mấy câu nói liền bóc đi qua. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đây coi là cái gì trừng phạt. Bất quá Lưu Võ biết trước mắt vị này võ đài trưởng lão khủng bố bao nhiêu, đó nhất định chính là Chiến Thần Học Viện hai đại định hải thần châm một trong, cùng võ tàng trưởng lão như thế, nói là học viện thái thượng trưởng lão cũng không quá đáng. Bất quá bọn hắn hai người trong ngày thường không để ý tới tục vụ, một cái bảo vệ thần chiến võ đài, một cái bảo vệ võ tàng lâu, nhưng lại hàng ngày liền viện trưởng đối với bọn họ đều là hết sức cung kính. Như là võ đài trường lão cố ý muốn bảo vệ Lăng Tiêu, liền ngay cả Lữ Phương cũng không dám nói thêm cái gì. Trưởng lão, là Lữ phó viện trưởng không phân phải trái, không phân đúng sai, bao che chở muốn giết ta Lưu Võ, đệ tử cũng không sai, kính xin trưởng lão giữ gìn lẽ phải. Lăng Tiêu nhìn võ đài trường lão một chút. Thản nhiên nói. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, cái này Long Ngạo Thiên cũng là quá không tán thưởng chứ. Võ đài trường lão rõ ràng cũng đã hướng về hắn, chỉ là nhẹ lung lay phạt hắn trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, thế nhưng tiểu tử này lại vẫn không tha thứ, đây quả thực là rơi võ đài trường lão mặt mũi của A. Võ đài trường lão sẽ không liền như vậy nổi giận, một cái tát đập chết tên khốn kiếp này chứ. Có chút đệ tử có chút ít nghĩ xấu nói. Hỗn tiểu tử, vậy ngươi muốn làm thế nào? Võ đài trường lão có chút bất đắc dĩ nói, nhưng cũng căn bản không có giống mọi người nghĩ tới tức giận như vậy. Trường lão, xem ở lão gia ngài mặt mũi của, Lữ phó viện trưởng ta liền không truy cứu. Bất quá Lưu Võ nếu muốn giết ta, nhất định phải cho ta một câu trả lời.
Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh nói. Chương 1402, Bích Hải liệt hỏa tử. Lữ Phương nghe được Lăng Tiêu, phổi đều sắp tức điên, cả người run cầm cập, khuôn mặt đỏ chót, hận không thể một cái tát đập chết Lăng Tiêu. Cái gì gọi là Lữ phó viện trưởng, ta liền không truy cứu. Tên khốn kiếp này cho là hắn là ai? Nếu không phải là có võ đài trường lão ở đây, e sợ Lữ Phương nháy mắt liền nổ tung. Mà Lưu Võ cùng Lưu Văn Thanh đều là ánh mắt phát lạnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, cái này Long Ngạo Thiên thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lấy võ đài trường lão thần thông, muốn biết vừa rồi Lưu Võ có phải hay không ra tay đối phó Lăng Tiêu, quả thực là chuyện dễ dàng, vì lẽ đó Lưu Võ cũng không có đi vặn lại. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Võ đài trường lão hỏi. Rất đơn giản, số 1, để Lưu Võ đem Lăng Tiêu các cho ta trùng kiến, trở về hình dáng ban đầu. Thứ 2, 60 năm thi đấu thời gian, ta muốn cùng Lưu Võ cuộc chiến sinh tử, một trận chiến định sinh tử, giải thù hận. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Võ đài trường lão chân mày cao lại, chậm rãi nói rằng, của ngươi yêu cầu thứ nhất tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là các ngươi đều là chiến thần học viện đệ tử, vì sao nhất định phải cuộc chiến sinh tử? Phải biết, 60 năm thi đấu phía sau chính là trăm viện thi đấu, học viện còn chờ các ngươi vì là học viện cướp đoạt vinh quang đây. Dù sao, Lưu Võ Thiên Phú cũng là mọi người đều biết, võ đài trường lão đứng ở chiến thần học viện trên lập trường cân nhắc, không muốn để Lăng Tiêu giết Lưu Võ cũng là có thể chấp nhận. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, nói đến Lăng Tiêu yêu cầu thứ hai cũng không tính là yêu cầu, dù sao 60 năm thi đấu vốn là có cuộc chiến sinh tử, đến thời điểm Lăng Tiêu như là theo Lưu Võ cuộc chiến sinh tử, người khác cũng không cách nào ngăn cản. Khởi bẩm trưởng lão, Lưu Võ đối với ta hận thấu xương, hai người chúng ta trong đó cuối cùng là không cách nào cùng tồn tại. Lăng Tiêu kiên quyết nói rằng, vô luận như thế nào, Lưu Võ đều phải chết, coi như là Lăng Tiêu không sợ hắn, thế nhưng giữ lại như vậy một cái không an định nhân tố. Đối với Lăng Tiêu tới nói cũng căn bản không có chuyện tốt lành gì, tăng thêm phiền phức thôi, Lăng Tiêu liền là muốn đem cái phiền toái này trực tiếp ép chết. Được, này hai cái yêu cầu ta đều đáp ứng rồi. Võ đài trường lão vẫn không nói gì, Lưu Võ nhưng là đột nhiên đứng dậy đồng ý. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vực sâu vô tận, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, Long Ngạo Thiên, 60 năm thi đấu cuộc chiến sinh tử, một mất một còn. Đại ca, Lưu Văn Thanh thì lại là có chút nóng nảy. Hắn tuy rằng trước đối với Lưu Võ tràn đầy tự tin, thế nhưng vừa rồi Lăng Tiêu sức chiến đấu quá mức kinh khủng, liền ngay cả Lưu Võ thủ đoạn ra hết đều là bị bại dứt khoát như vậy, hắn trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng, bản năng liền muốn để Lưu Võ từ chối. Yên tâm, Lưu Võ nhìn Lưu Văn Thanh một chút, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Rất tốt, Lưu Võ, người biết giữa chúng ta chỉ có một có thể còn sống, vì lẽ đó 60 năm thi đấu, rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Võ một cái nói. Có lẽ người khác cho rằng Lăng Tiêu cùng Lưu Võ chỉ là bởi vì cái gọi là thù giết cha mà muốn cuộc chiến sinh tử, nhưng cũng chỉ có Lăng Tiêu cùng Lưu Võ biết, càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tuế Nguyệt Kinh, hai người đều muốn cướp giật cũng vậy trên người Tuế Nguyệt Kinh. Được rồi, các ngươi đã đều đồng ý, vậy ta liền không ngăn. Bất quá tiểu tử ngươi rất có thể gây chuyện, 60 năm thi đấu trước, đều cho ta an phận một chút, không muốn lại có chuyện. Võ đài trường lão có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu một chút. Bất quá câu nói sau cùng tựa hồ là có ý riêng, để Lữ Phương sắc mặt càng thêm khó coi. Võ đài trường lão nói xong phía sau, quanh thân ánh sáng lấp lóe, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hừ, Lữ Phương lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt sát ý còn như thực chất giống như vậy, bất quá hắn cũng không có tiếp tục ra tay với Lăng Tiêu, mà là xoay người mang theo Lữ Viêm rời khỏi nơi này. Mọi người cũng đều là túm năm tụm ba rời đi, nhưng nhìn hướng về Lăng Tiêu trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Trong lúc này ngoại trừ bởi vì Lăng Tiêu chiến lực cường đại vô cùng ở ngoài, là trọng yếu hơn vẫn là võ đài trường lão cực kỳ rõ ràng thiên vị. Liền ngay cả Lữ Phương đều phải gọi võ đài trường lão một tiếng sư thúc tổ, võ đài trường lão bối phận đại hù chết người, có như vậy một vị núi dựa lớn, e sợ ở chiến thần học viện bên trong đúng là không ai có thể động Lăng Tiêu. Các ngươi nhìn Lưu Võ, để hắn đem Lăng Tiêu các cho ta trở về hình dáng ban đầu, ta đi một chút liền về. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Quay về Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần bọn người nói vài câu, xoay người hướng về xa xa bay vút đi. Vừa rồi, võ đài trường lão truyền âm cho hắn, để hắn đi thần chiến võ đài gặp lại. Thần chiến võ đài vị trí bên trong thung lũng, mây mù mờ ảo, một gốc cây cổ tùng, một tấm bàn đá, hai, ba cái ghế đá, còn có hai cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lăng Tiêu ánh mắt ngẩn ra, không nghĩ tới võ đài trường lão cùng võ tàng trưởng lão dĩ nhiên toàn bộ đều ở nơi này. Hỗn tiểu tử, lại đây ngồi đi. Võ đài trường lão nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, hướng về hắn khoát tay áo nói. Lăng Tiêu đi tới,
ở thạch trước bàn ngồi xuống. Trên bàn đá bầy bầy đặt ba cái lưu ly rượu ngọt, xem ra óng ánh trong suốt, không phải là vật phàm, mà võ đài trưởng lão trực tiếp cầm lên phía sau hắn chính là cái kia đại hồ lô rượu, rót ba chén rượu. Rượu óng ánh trong suốt, hiện ra đỏ đậm vẻ, như ngọn lửa lưu động giống như vậy, ẩn chứa nồng nặc thơm ngát, để Lăng Tiêu nghe trên mở miệng đều cảm giác được tinh thần đại chấn. Đến, nếm thử lão quỷ Bích Hải Liệt Hỏa Tửu, lão quỷ trong ngày thường quá keo kiệt, liền ngay cả ta cũng không có uống qua mấy lần. Võ tàng trưởng lão khẽ mỉm cười, cầm lên lưu ly rượu ngọt, vô cùng say mê ngửi một cái, sau đó mở miệng uống xuống. Thoải mái, võ tàng trưởng lão cười nói, con mắt đều sáng lên, nhất thời vừa nhìn về phía võ đài trưởng lão. Cuối cùng một chén, võ đài trưởng lão cực kỳ đau lòng lại cho võ tàng trưởng lão rót một chén, sau đó vô cùng bảo bối đậy lại hồ lô rượu, cũng không tiếp tục chịu lấy ra. Đa tạ trưởng lão, Lăng Tiêu mặc dù không biết hai vị trưởng lão này dụng ý. Thế nhưng này Bích Hải Liệt Hỏa Tử vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm, hắn cũng không khách khí, tương tự là bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Lăng Tiêu cảm giác được một dòng nước lạnh theo cổ họng của hắn tiến vào trong cơ thể, phảng phất là nóng bức khí trời một chén băng nước, từ trong tới ngoài tất cả đều xuất hiện từng tia cảm giác mát mẻ, vô cùng thoải mái. Thế nhưng, Bích Hải Liệt Hỏa Tử tiến vào Lăng Tiêu trong bụng phía sau, dĩ nhiên nháy mắt trở nên cực kỳ nồng nhiệt nóng lên, giống như là một luồng hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Từ Lăng Tiêu trong bụng từ trong đến ngoài, hướng về huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, khiếu huyệt thiêu đốt đi, đến cuối cùng trực tiếp xuyên qua tứ chi bách hải của hắn, từ hắn cả người lỗ chân lông dâng lên đi ra ngoài. Lăng Tiêu cảm giác được giống như là trải qua một lần gột rửa, thân thể phảng phất chiếm được nào đó loại rèn luyện, ở đó loại nóng lạnh chồng chất năng lượng bên trong, để cơ thể hắn dĩ nhiên trở nên càng ngày càng thông suốt, khí huyết đều nồng nặc rất nhiều. Rượu ngon, quả nhiên thoải mái, Lăng Tiêu mắt sáng rực lên. Liền này gấp đôi Bích Hải Liệt Hỏa Tử, dĩ nhiên so sánh với trắng do thánh dịch tích chứa năng lượng còn muốn bàng bạc, đồng thời phảng phất có thể tăng lên thân thể lực lượng, để cơ thể hắn lại tăng cường một tia, khoảng cách bất diệt chiến thể tầng thứ 5 càng gần một bước. Phải biết, Lăng Tiêu bây giờ thân thể đã vô cùng kinh khủng, muốn tăng lên một tia sức mạnh đơn giản là khó như lên trời. Một chén này Bích Hải Liệt Hỏa Tử, e sợ có thể so với trong truyền thuyết thánh đạo đan dược, vô cùng quý giá. Chương 1403, Chiến Điện Đệ Tử. Đa tạ trưởng lão, Lăng Tiêu thật lòng hướng về võ đài trưởng lão nói rằng. Không cần khách khí, ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi được bất diệt chiến thể tu luyện pháp môn bất quá chỉ là thời gian 3 năm, dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến cảnh giới như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin. Võ đài trưởng lão thở dài nói, hắn 3 năm trước đem bất diệt chiến thể giao cho Lăng Tiêu thời điểm, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên như vậy hùng hổ, dù sao được xưng thiên phú vô song thiên cương đại sư huynh. Đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn, cũng dùng hơn 100 năm. Ta cũng là may mắn thôi, ở thần ma không gian chi ở bên trong lấy được một chút kỳ ngộ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn tuy rằng cùng võ đài trưởng lão, võ tàng trưởng lão giao du không nhiều, nhưng lại không tự chủ được sinh ra một loại thân cận tâm ý, để trong lòng hắn cái kia loại suy đoán lại sâu hơn mấy phần. Tiểu tử ngươi không cần khiêm tốn, ngươi ở thần ma không gian trong một ít chuyện ta cũng nghe nói. Có thể làm cho cơ quân cùng cơ nguyên long quỳ xuống xin lỗi, quả nhiên đủ hùng hổ. Ha ha ha, bất quá ta yêu thích, võ đài trưởng lão cười híp mắt nói rằng, võ tàng trưởng lão nhìn Lăng Tiêu một cái nói, lấy người bây giờ sức chiến đấu, tiềm long bảng trước ba cần phải không có vấn đề gì, thậm chí có thể cùng thiên cương một trận chiến, 60 năm thi đấu chúng ta cũng không phải lo lắng. Bất quá chúng ta ở đây muốn trịnh trọng hỏi ngươi một vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ tàng trưởng lão vừa dứt lời, võ đài trưởng lão vẻ mặt cũng là trở nên trịnh trọng lên. Ồ, vấn đề gì? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, bình tĩnh hỏi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, 60 năm thi đấu phía sau muốn đi vào chiến thần điện cần phải không có vấn đề gì? Bất quá, chiến thần điện có 9 mạch, ngươi có nghĩ qua muốn gia nhập cái nào một mạch sao? Võ tàng trưởng lão cùng võ đài trưởng lão ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người, mơ hồ có chút chờ mong. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động. Đã nghĩ tới rất nhiều thứ, bất quá cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, lấy hai vị trưởng lão góc nhìn, ta cần phải gia nhập cái nào một mạch đây? Chiến thần điện 9 mạch, theo thứ tự là chiến điện, thiên điện, địa điện, âm điện, dương điện, phong điện, lôi điện, hỏa điện, sơn điện, này 9 mạch cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hồ là mọi người đều biết. Mà bây giờ chiến thần điện chi chủ, chính là gia tự thiên điện một vị chiến thần, vì lẽ đó thiên điện cũng là 9 mạch bên trong cường đại nhất một mạch. Mà trong truyền thuyết cường đại nhất chiến điện một mạch bây giờ nhưng là vô cùng suy nhược. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là cẩn thận không có nói ra.
Võ tàng trưởng lão cùng võ đài trưởng lão nhìn nhau, đều là nói thật chiến điện thích hợp nhất ngươi. Ồ, trưởng lão, ta nghe nói bây giờ chiến điện đã suy nhược, thậm chí rất nhiều đệ tử đều đầu phục cái khác bát mạch, chiến điện chí cao thánh bảo phiên thiên ấn đến nay vô chủ, vì lẽ đó chiến điện chi chủ đến nay cũng là chỗ trống, trưởng lão tại sao cho rằng chiến điện thích hợp nhất ta đây? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến mà hỏi. Võ đài trưởng lão chậm rãi nói rằng, Long Ngạo Thiên, cơ thể ngươi cực mạnh, chính là chúng ta bình sinh ít thấy, hơn nữa bất diệt chiến thể ngươi đã tu luyện đến tầng thứ tư viên mãn, không tốn thời gian dài là có thể đột phá đến tầng thứ năm, đến rồi chiến điện bên trong liền có thể lấy tiếp tục tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp chính là chiến thần điện cường đại nhất thánh pháp, không ai sánh bằng, như là ngươi có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhất định có thể quét ngang quần hùng. Thậm chí thân thể thành thánh cũng không phải là không thể. Hơn nữa, ngươi có rất lớn cơ hội có thể có được phiên thiên ấn tán thành, đến thời điểm trở thành chiến điện chi chủ, cùng cái khác bát mạch đặt ngang hàng, nếu như có thể chấn hưng chiến điện, coi như là trở thành đời kế tiếp chiến thần, cũng không phải là không thể. Võ đài trưởng lão rất có kích động tính, mà lại nói được cũng đều là lời nói thật. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp đúng là chiến thần điện cường đại nhất tuyệt thế thánh pháp, thảo phạt vô cùng, thân thể vô địch. Phiên thiên ấn đích thật là chí cao thánh bảo, như là chiếm được phiên thiên ấn tán thành, coi như là chiến thần cũng không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu trở thành chiến điện chi chủ. Thế nhưng, vạn kiếp bất diệt thánh pháp vô cùng khó tu luyện, coi như là toàn bộ chiến thần điện có thể đem tu luyện tới tiểu thành cũng là ít ỏi, tu luyện tới đại thành càng là một cái đều không có. Bởi vì vạn kiếp bất diệt thánh pháp tưởng muốn đại thành, nhất định phải thân thể thành thánh, thế nhưng thân thể thành thánh đừng nói là ở chiến thần điện, coi như là ở toàn bộ thần giới cũng đều là ít ỏi, so với thân thể thành thần khó hơn nghìn lần vạn lần. Vì lẽ đó, vạn kiếp bất diệt thánh pháp tuy rằng được xưng thảo phạt số 1, nhưng địa vị cũng rất lúng túng, toàn bộ chiến thần điện chi bên trong tuyển chọn tu luyện cũng không nhiều. Cho tới phiên thiên ấn, trăm vạn năm đến từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho nhận chủ, liền chớ đừng nói chi là. Như là đổi một cái những người khác đến, sợ là sớm đã trực tiếp phản bác võ đài trưởng lão cùng võ tàng trưởng lão rồi. Lăng Tiêu bỗng nhiên nói rằng, hai vị trưởng lão, chẳng lẽ từng là chiến điện đệ tử sao? Lăng Tiêu lời nói mặc dù là đang thăm dò, nhưng ánh mắt nhưng đang ngó chừng hai người, thậm chí âm thầm vận chuyển vận mệnh bí thuật, cần phải cẩn thận cảm giác trước mắt này phản ứng của hai người. Không sai, thật sự của chúng ta từng là chiến điện đệ tử, bất quá vậy cũng là trăm vạn năm trước sự tình. Bây giờ hai chúng ta cũng chỉ là hai kẻ tàn phế thôi. Võ đài trưởng lão cười khổ một tiếng nói, vẻ mặt có chút tiêu điều. Nếu hai vị trưởng lão đều biết chiến điện một mạch bây giờ sa sút, vì sao liền tin tưởng ta sẽ gia nhập chiến điện? Lăng Tiêu hỏi, quả nhiên cùng hắn đoán như thế, võ tàng trưởng lão cùng võ đài trưởng lão đều từng là chiến điện đệ tử, hơn nữa còn là trăm vạn năm trước nhân vật. Chỉ là bọn hắn vì sao không có ở lại chiến thần điện, mà là ở nho nhỏ này chiến thần học viện bên trong. Lăng Tiêu có thể nhận biết được, võ tàng trưởng lão cùng võ đài trưởng lão đều chỉ là hóa thân, mà chân thân nhưng lại không biết hiện tại ở nơi nào. Bởi vì, chúng ta từ trên người ngươi cảm thấy một người khí tức. Người kia gọi là Xích Long Chiến Thần. Võ tàng trưởng lão thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cả người chấn động, ánh mắt cũng biến thành hơi khởi động sóng dậy, như không phải biết trước mắt hai người này không có ác ý, hắn đều muốn trực tiếp rời đi. Ở trong thần giới, Xích Long Chiến Thần bốn chữ này nhất định chính là cấm kỵ. Bởi vì hắn quan hệ đến trăm vạn năm trước sự tình, càng quan hệ đến cái này dẫn tới toàn bộ thần giới đều sẽ nổi điên vô thượng bảo vật, vô tự thiên thư. Thế nhưng Lăng Tiêu không nghĩ ra võ tàng trưởng lão ý tứ của những lời này, dù sao vô tự thiên thư hắn giấu đi cực sâu, coi như là thánh nhân không có khả năng phát hiện trong cơ thể hắn vô tự thiên thư, hai vị này là thế nào phát hiện. Hoặc có lẽ là bọn họ phát hiện không phải vô tự thiên thư, mà là vật khác. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi trong lòng hơi động. Võ đài trưởng lão nhìn Lăng Tiêu một chút giải thích, ta trước từ trên người ngươi đã nhận ra nghịch mệnh thuật gợn sóng, mà ngày hôm nay ngươi cùng Lưu Võ trong chiến đấu, lại sử dụng Tuế Nguyệt Kinh sức mạnh, toàn bộ trong thần giới, có thể đồng thời triển khai nghịch mệnh thuật cùng Tuế Nguyệt Kinh, chỉ có Xích Long Chiến Thần. Vì lẽ đó, ngươi nên là chiếm được truyền thừa của hắn chứ. Võ đài trưởng lão để Lăng Tiêu trong lòng càng chấn động lên. Nghịch mệnh thuật chính là Xích Long Chiến Thần tự nghĩ ra vô thượng thánh pháp, mặc dù cũng không hoàn chỉnh. Thế nhưng vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, có thể cảm giác được nghịch mệnh thuật chỉ có một trường hợp, đó chính là võ đài trưởng lão cũng tu luyện nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng vẫn cứ khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng đối với võ đài trưởng lão cùng võ tàng trưởng lão nhưng là thoáng yên tâm. Chương 1404, trùng hư trùng hòa. Xích Long Chiến Thần chính là chiến thần điện đời trước chiến thần, hắn sở dĩ ở trăm vạn năm trước ly khai thần giới,
chính là bởi vì hắn chiếm được trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư, ngươi nếu chiếm được nghịch mệnh thuật cùng tuế nguyệt kinh truyền thừa, hẳn là chiến thần đệ tử chứ. Chiến thần hắn, có khỏe không? Võ Tàng thanh âm có chút sóng lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Không sai, ta đúng là Xích Long chiến thần đệ tử, chiếm được nghịch mệnh thuật cùng tuế nguyệt kinh truyền thừa, mà sư tôn hắn rất tốt, bây giờ đang ở ma giới bên trong. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nửa thật nửa giả nói rằng. Chuyện đến nước này, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lăng Tiêu đưa hắn là như thế nào từ chiến thần giới phi thăng tới trong thần giới sự tình đại khái nói một lần, bất quá nói nhưng là nửa thật nửa giả, đặc biệt là nhấn mạnh Xích Long chiến thần còn sống chuyện này, chính là muốn rũ sạch vô tự thiên thư cùng Lăng Tiêu quan hệ. Vô tự thiên thư ở Lăng Tiêu trên người chuyện này, không thể để bất luận người nào biết. Coi như là trước mặt Võ Tàng trưởng lão cùng Võ Đài trưởng lão đều là chiến điện đệ tử, thậm chí nói đối với Xích Long chiến thần trung thành tuyệt đối, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể mạo hiểm. Vì lẽ đó Lăng Tiêu giấu một ít nhất thứ then chốt, đem lai lịch của hắn đại khái nói một lần. Người dĩ nhiên là hạ giới phi thăng giả, hóa ra là chiếm được chiến thần đại nhân lưu lại 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, không trách có thể mở ra thần giới cửa lớn, phi thăng thần giới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ Đài trưởng lão hơi có chút khiếp sợ nói rằng, bất quá hắn cùng Võ Tàng trưởng lão đều cũng có chút hưng phấn lên, Xích Long chiến thần còn sống chuyện này, đối với bọn họ tới nói nhất định chính là tin tức tốt nhất. Hai vị trưởng lão, các ngươi cùng sư tôn là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, chậm rãi hỏi, không biết chiến thần đại nhân có không có giống ngươi nhắc qua, hắn đã từng có 2 cái đồng tử, một cái tên là Trùng Hư, một cái tên là Trùng Hòa. Võ Đài trưởng lão tựa hồ là hơi xúc động cùng mong đợi nói rằng, đạo đồng, Trùng Hư, Trùng Hòa, nghe được 2 cái danh tự này, Lăng Tiêu không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Ở Xích Long chiến thần trong ký ức, quả thật có quan Trùng Hư cùng Trùng Hòa ký ức, Xích Long chiến thần đã từng đã cứu 2 cái hài đồng, sau đó bọn họ liền trở thành Xích Long chiến thần đạo đồng, đi theo Xích Long chiến thần bên người dốc lòng giáo dục, chỉ là sau đó Xích Long chiến thần bởi vì vô tự thiên thư nguyên nhân rời đi thần giới. Trùng Hư cùng Trùng Hòa coi Xích Long chiến thần như thầy như cha. Đối với Xích Long chiến thần trung tâm không thể nghi ngờ, chỉ là Lăng Tiêu xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới này 2 cái đạo đồng còn sống trên đời. Lăng Tiêu gặp Trùng Hư sư huynh, gặp Trùng Hòa sư huynh. Lăng Tiêu đứng lên, thật lòng hướng về Võ Đài trưởng lão cùng Võ Tàng trưởng lão sâu sắc thi lễ một cái. Lăng Tiêu lấy được vận mệnh bí thuật mặc dù chỉ là bản thiếu, thế nhưng là có thể để Lăng Tiêu cảm giác phóng đại rất nhiều lần, vì lẽ đó một người là ác ý vẫn là thật lòng, Lăng Tiêu thông qua vận chuyển vận mệnh bí thuật là có thể rõ ràng nhận biết được. Trước mắt Võ Đài trưởng lão cùng Võ Tàng trưởng lão đối với Lăng Tiêu không có có một tia ác ý, hơn nữa tràn đầy thân cận tâm ý, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới có thể như vậy chắc chắc. Nhưng vô tự thiên thư vẫn là quan hệ quá lớn, cứ việc Lăng Tiêu biết hai người bọn họ không có ác ý, nhưng vẫn là chưa nói cho bọn hắn biết. Võ Đài trưởng lão tên là Trùng Hư, chiếm được nghịch mệnh thuật truyền thừa, mà Võ Tàng trưởng lão tên là Trùng Hòa, chiếm được tuế nguyệt kinh truyền thừa. Từ Xích Long chiến thần đem này 2 loại tuyệt học truyền cho bọn họ, là có thể nhìn ra Xích Long chiến thần đối với bọn họ tín nhiệm cùng với chờ mong. Thiếu chủ xin đứng lên, chúng ta không coi là chiến thần đại nhân đệ tử, người mới là chiến thần đại nhân đệ tử thân truyền, có thể để cho chúng ta ở chiến thần học viện gặp được thiếu chủ, đây cũng tính là ý trời à. Trùng Hư cảm khái một tiếng nói, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Không sai, nếu thiếu chủ chiếm được chiến thần đại nhân truyền thừa, chỉ cần đi vào đến chiến thần điện bên trong, nhất định có thể có được phiên thiên ấn tán thành. Đến thời điểm trở thành chiến điện chi chủ, ngay trong tầm tay. Trùng Hòa cũng là khẽ mỉm cười nói. Hai vị sư huynh, sư tôn từng cùng ta nói rồi, hắn cùng các ngươi tên là thầy trò, nhưng cũng tình như phụ tử, vì lẽ đó các ngươi chính là ta Lăng Tiêu sư huynh. Chỉ là, hai vị sư huynh vì sao không có chờ ở chiến thần điện, trái lại tới nơi này nho nhỏ chiến thần học viện. Lăng Tiêu tung ra một cái lời nói dối có thiện ý nói. Nghe được Lăng Tiêu, Trùng Hư cùng Trùng Hòa đều là không khỏi cả người chấn động. Hai mắt đỏ chót, hơi ươn ướt. Trùng Hư đè lại nội tâm tâm tình kích động, nhìn Lăng Tiêu nói, 100 vạn năm trước, chiến thần đại nhân bởi vì chiếm được vô tự thiên thư mà gặp phải thần giới vô số đại năng truy sát, bị ép rời đi thần giới tiến vào phàm giới bên trong, mà đúng lúc gặp thần giới cùng ma giới đại chiến, ta chiến điện rắn mất đầu, bị người tính toán, tương tự là tổn thất nặng nề, vô số trưởng lão cùng cường giả chết trận, từ đây thất bại hoàn toàn. Trùng Hư chậm rãi giảng thuật bọn họ này 100 vạn năm tới đi qua. Nguyên lai Trùng Hư cùng Trùng Hòa ở Xích Long chiến thần biến mất phía sau, tuy rằng cật lực chống đỡ chiến điện, nhưng cũng không cách nào ngăn cản chiến điện suy sụp. Hai người đi qua nhiều năm khổ tu, rốt cục chạm tới thánh cảnh biên giới,
nhưng bởi vì một lần săn giết ma tộc hành động, mà chúng mai phục, cuối cùng tổn thương thánh đạo căn cơ, cả đời vô vọng bước vào thánh cảnh bên trong. Trùng hư cùng trùng hòa, bây giờ cũng chỉ có thể duy trì bán thánh cảnh giới tu vi thôi, vì lẽ đó bọn họ sau đó mới rời đi chiến điện, đồng thời tài nguyên tiến vào chiến thần học viện bên trong, liền là hy vọng có thể nhiều vì là chiến điện tiến cử mấy vị đệ tử thiên tài. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, mong muốn tiến nhập chiến điện đệ tử ít ỏi, hơn nữa cho dù có chút mong muốn tiến nhập chiến điện, nhưng vẫn là lựa chọn trên đường phản bội, thay đổi địa vị, bị cái khác bát điện cướp đi. Hai vị sư huynh, các ngươi săn giết ma tộc mà bị người mai phục, chỉ lo sự tình không có đơn giản như vậy chứ. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng từng hoài nghi, chỉ sợ là chiến thần điện bên trong có người ngầm thông ma tộc, một lòng nhằm vào ta chiến điện, chỉ là chúng ta không có tìm được chứng cứ thôi. Trùng hư cười khổ một tiếng nói, hai vị sư huynh có thể có hoài nghi người. Lăng Tiêu trong lòng mọc lên một tia ý lạnh, hắn cảm giác được chiến thần điện bên trong e sợ có một con không nhìn thấy hắc thủ sau màn, liền là muốn đem chiến điện đuổi tận giết tuyệt. Nếu không thì, coi như là phiên thiên ấn vẫn không có truyền nhân, chiến điện không có khả năng sa sút lâu như vậy. Trùng hư cùng trùng hòa nhìn nhau, đồng thời nói rằng có thể là lôi điện người. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghe được lôi điện hai chữ này, hắn liền nghĩ tới lôi thiên tuyệt. Hơn nữa mơ hồ cảm giác được có lẽ thật sự cùng lôi thiên tuyệt có quan hệ. Hai vị sư huynh yên tâm, chờ ta tiến vào chiến thần điện bên trong, nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng. Việc này không vội, kế tiếp 60 năm thi đấu đối với ngươi mà nói vậy không có gì khó. Thế nhưng, trọng yếu nhất vẫn là trăm viện thi đấu, ngươi phải tận hết sức tranh thủ thứ tự, nếu như có thể tranh thủ được 10 người đứng đầu, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn. Trùng hư thật lòng quay về Lăng Tiêu nói rằng, chương 1405, trăm viện thi đấu. Trăm viện thi đấu, rất trọng yếu sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn đã từng nghe nói qua trăm viện thi đấu giới thiệu, trăm viện thi đấu chính là thái trọng thiên vực xung quanh tổng cộng thập đại thiên vực bên trong, hết thảy giữa học viện võ đạo tỷ thí, căn bản không dừng 100 cái học viện, các loại tất cả lớn nhỏ học viện gộp lại có tới mấy trăm gia. Trăm viện thi đấu mỗi trăm năm cử hành một lần. Mỗi bên đại học viện thiên kiêu cùng nhau luận bàn luận võ, chính là thái trọng thiên vực trăm năm qua nhất đại thịnh sự. Vừa vặn lần này trăm viện thi đấu, ngay ở 60 năm thi đấu phía sau một năm, chỉ là Lăng Tiêu đối với trăm viện thi đấu cũng chỉ là giải một cách đại khái, đối với tầm quan trọng cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên trọng yếu, nếu như có thể ở trăm viện thi đấu bên trong đứng hàng đầu, đều sẽ có các loại thần binh lợi khí, linh đan diệu dược khen thưởng, thậm chí còn có thể sẽ có thánh bảo cùng thánh đan. Thế nhưng này chút đều không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhưng là tiến nhập hư thánh giới cơ hội, mỗi một lần trăm viện thi đấu 10 người đứng đầu, mới có cơ hội tiến vào hư thánh giới. Trung Hoa giải thích, nhắc tới hư thánh giới thời điểm, trong ánh mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ kích động. Hư thánh giới, Lăng Tiêu nghe được này ba chữ phía sau, cũng là không khỏi cả người chấn động. Hắn đương nhiên nghe nói qua hư thánh giới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư thánh giới trong truyền thuyết. Chính là thượng cổ chư thánh lấy lực lượng tinh thần xây dựng hư huyễn thế giới, nghe đồn thượng cổ chư thánh muốn tập hợp chư thánh lực lượng xây dựng luân hồi, khiến sinh linh chết rồi, chân linh có thể trốn vào luân hồi chuyển thế sống lại, dùng cái này đến cải thiên hoán địa, thu được vô lượng công đức, nhìn thấy thành đế cơ duyên. Nhưng tiếc là chính là, tái tạo luân hồi ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy tình. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ thiên đế đều thất bại, chớ đừng nói chi là thượng cổ chư thánh. Nhưng cuối cùng tinh thần bọn họ lực xây dựng thế giới nhưng bảo lưu lại, được gọi là hư thánh giới. Hư thánh giới có thể nói là thượng cổ chư thánh bảo tàng, ẩn chứa vô số thánh đạo con đường, thậm chí thượng cổ chư thánh chứng đạo cơ duyên cùng truyền thừa, vô cùng quý giá. Nếu như có thể ở thần cảnh thời điểm tiến vào hư thánh giới, thì có thể tìm tới mình thánh đạo con đường, khai sáng tự thân thánh đạo, tăng cường chứng đạo thành thánh cơ duyên, đây là mỗi người đều không thể ngăn cản mê hoặc. Chỉ là muốn mở ra hư thánh giới cực kỳ gian nan. Hơn nữa mỗi một lần tiến vào bên trong tiêu chuẩn cũng không nhiều, vì lẽ đó coi như là trăm viện thi đấu, cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn thôi. Thần binh lợi khí, linh đan diệu dược Lăng Tiêu tự nhiên là không để ý, thế nhưng này hư thánh giới tiêu chuẩn hắn vẫn muốn giành giật một hồi. Thiếu chủ, như là người có thể ở hư thánh giới bên trong tìm hiểu mình thánh đạo, là có thể so với người khác tiết kiệm ngàn năm thậm chí là thời gian vạn năm, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, không thể thu thập. Vì lẽ đó lần này trăm viện thi đấu, người nhất định phải tranh thủ tiến vào 10 người đứng đầu. Trùng hư dặn dò, bất quá trăm viện thi đấu cạnh tranh hết sức kịch liệt, mấy trăm học viện thiên tài cường giả tham gia, thế nhưng mỗi cái học viện tiêu chuẩn cũng khác nhau,
coi như là chiến thần học viện cũng chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể tham gia trăm viện thi đấu, một ít nhỏ yếu học viện thậm chí chỉ có một tiêu chuẩn. Tham gia trăm viện thi đấu yếu nhất e sợ đều có thiên thần cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn tu vi, người mạnh nhất thậm chí đã đột phá đến rồi thần vương cảnh giới. Hơn nữa, như là ngươi có thể đoạt được trăm viện thi đấu 10 người đứng đầu, chiếm được tiến nhập hư thánh giới tiêu chuẩn, chờ ngươi tiến vào chiến thần điện, có lẽ liền có thể lấy trực tiếp thăng cấp thành đệ tử chân truyền, không cần muốn từ đệ tử nội môn vẫn ngao đi tới, đây là một cái cơ hội. Trung Hòa cũng là chậm rãi nói rằng, được, ta tận lực, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, này hư thánh giới tiêu chuẩn hắn là muốn định rồi. Lăng Tiêu lại cùng hai vị sư huynh nói chuyện với nhau một hồi rồi rời đi. Lăng Tiêu các đã bị Lưu Võ lần nữa xây xong, nhất định đối với một vị thiên thần cảnh viên mãn cường giả tới nói, trùng kiến Lăng Tiêu các cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng này nhưng để Lưu Võ rất mất mặt. Dù sao, hắn dưới cơn nóng giận phá hủy Lăng Tiêu các, bây giờ nhưng ở Lăng Tiêu dưới sự bức bách lần nữa khôi phục nguyên trạng, đối với uy nghiêm của hắn là một cái đả kích không nhỏ. Mà trải qua trận chiến này, Long Ngạo Thiên danh hiệu hoàn toàn truyền khắp toàn bộ chiến thần học viện, mơ hồ trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Lăng Tiêu về tới Lăng Tiêu Các, đem hơn trăm giọt thánh dịch phân cho Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông cùng Lửa Đen, để cho bọn họ nỗ lực tu luyện. Lăng Tiêu tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh viên mãn, chỉ dựa vào thánh dịch muốn đột phá đến thần vương cảnh, e sợ cần thánh dịch là một con số khổng lồ. Hơn nữa, Lăng Tiêu gần nhất đột phá quá nhanh, vì lẽ đó hắn còn cần lắng đọng cùng tích lũy, nhất định phải áp chế một đoạn thời gian tu vi. Lăng Tiêu đem Lôi Đế Quyết bản thượng truyền cho Bạch Tố Tố, dù sao cũng cửu trọng đế quyết công pháp, hắn một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Hơn nữa Lôi Đế Quyết vô cùng phù hợp Bạch Tố Tố thể chất, nhất định có thể để thực lực của nàng tăng nhanh như gió, tương lai đối với Lăng Tiêu tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Sau đó, Lăng Tiêu liền chuẩn bị tiến nhập chiến thần tháp bên trong bế quan tu luyện. Còn có hơn 2 tháng, Lăng Tiêu chuẩn bị mượn chiến thần tháp mạnh mẽ áp lực, đến mài giũa một hồi thân thể, nhìn có thể không tìm tới đột phá đến bất diệt chiến thể tầng thứ 5 thời cơ. Bất diệt chiến thể tầng thứ 5 vì là ba thần hóa long, hầu như chính là một cái chất thay đổi, như nói là tầng thứ 4 viên mãn có thể chống chọi thông thường thần vương cảnh cường giả, cái kia tầng thứ 5 ba thần hóa long, Lăng Tiêu chỉ bằng vào thân thể chỉ sợ cũng có thể quét ngang thần vương cảnh. Bất diệt chiến thể uy lực có thể thấy được chút ít. Hơn nữa, theo bất diệt chiến thể tăng lên, Lăng Tiêu thần long chi thể dĩ nhiên cũng bắt đầu hướng về viên mãn phương hướng đột phá. Thần long chi thể cùng bất diệt chiến thể phảng phất ở một trình độ nào đó bắt đầu dung hợp, cũng vậy đối với Lăng Tiêu thân thể đều có cực kỳ khủng bố tăng cường tác dụng. Lăng Tiêu tiến vào chiến thần tháp bên trong, tầng thứ nhất sức chiến đấu gấp 10 lần, đối với Lăng Tiêu tới nói một chút cảm giác đều không có. Sau đó, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, cũng đều không có thể để Lăng Tiêu dừng bước lại. Tầng thứ 6 320 lần trọng lực, cũng chỉ là để Lăng Tiêu chân bước khẽ hơi trầm xuống một cái thôi. Tầng thứ 6 còn có mấy cái đệ tử bóng người, mà tầng thứ 7 dĩ nhiên là. Vào tầng thứ 7 640 lần trọng lực đột một tăng, vô cùng khủng bố, để Lăng Tiêu cảm giác được giống như là lưng đeo một tòa ngàn tỷ quân thái cổ thần sơn tại hành tẩu, hắn bước động bước chân cũng biến thành cực kỳ nặng nề. Áp lực kinh khủng từ 4 phương 8 hướng mà đến, dường như muốn đem Lăng Tiêu chen bể giống như vậy. Để hắn cả người huyết nhục đều ở đây hơi rung động. 640 lần sức chiến đấu cũng tạm được, nhưng còn chưa đủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, từng bước một hướng về tầng thứ 8 đi đến, bước chân của hắn phảng phất là đạp ở thiên địa trung tâm, như là thiên cổ gióng lên giống như vậy, nổ vang ầm ầm, thiên địa rung động, cuối cùng biến mất ở chiến thần tháp tầng thứ 7 trong không gian. Lăng Tiêu đi tới tầng thứ 8, ầm ầm, một luồng cực kỳ áp lực kinh khủng bộc phát ra, Lăng Tiêu còn không có đứng vững. Nháy mắt đã bị cái kia cỗ núi lở sóng thần sức mạnh kinh khủng chèn ép trực tiếp quỳ ngã xuống. Đồng thời, Lăng Tiêu quanh thân xương cốt đều đang kịch liệt vang vọng, phát sinh đùng đùng âm thanh, phảng phất căn bản không có cách nào chịu đựng sức mạnh kinh khủng như vậy, muốn hoàn toàn bể ra. Chương 1406, Lục Thần Đại Hội. Tầng thứ 8, 1,280 lần trọng lực. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng hướng về 4 phương 8 hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Vô cùng khủng bố, dường như muốn đem Lăng Tiêu hóa thành bột mịn. Coi như là Lăng Tiêu bây giờ thân thể cực kỳ khủng bố, đồng tu thần long chi thể cùng bất diệt chiến thể, nhưng cũng có chút không thể chịu đựng kinh khủng như vậy trọng lực. Này tầng thứ 8 bên trong, e sợ chỉ có thân thể đạt tới bất diệt chiến thể tầng thứ 5 mới có thể hoàn toàn chịu đựng hạ xuống, không trách không có ai tới nơi này. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cả người đau nhức cực kỳ, da thịt đều rịn ra từng tia một vết máu, trong cơ thể hơi nhỏ mạch máu đều nổ lên. Tại này cỗ kinh khủng trọng lực trước mặt, hắn thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi.
Bất quá Lăng Tiêu ánh mắt nhưng càng phát sáng ngời lên, ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh, quanh người hắn từng cái hạt căn bản đều tựa như trở nên hết sức trở nên sống động, đồng thời bắt đầu nuốt chửng năng lượng chung quanh. Lăng Tiêu trực tiếp nuốt mấy chục giọt thánh dịch, sức mạnh bàng bạc ở trong cơ thể hắn hóa mở, hướng về tứ chi bách hài của hắn tuôn tới, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ở loại này áp lực kinh khủng hạ, Lăng Tiêu nguyên vốn đã gần như cực hạn thân thể, rốt cuộc lại bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Cuối cùng hơn 2 tháng, Lăng Tiêu chỉ muốn phải tận hết sức tăng cao thực lực, ở này chiến thần tháp áp lực khổng lồ dưới sự kích thích, để tu vi của hắn cũng là càng phát vững chắc lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma giới, cổ xưa hắc ám núi cao bên trên, hắc ám Lăng Tiêu đứng ở trên đỉnh ngọn núi, phê duyệt một đạo huyết sắc áo khoác ngoài, hắn tóc đen tung bay, liền ngay cả con ngươi đều là màu đen tuyền, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa hắc ám vòng xoáy, vô cùng khủng bố. Hắn giờ khắc này khí thế quanh người khuấy động, ma quang mênh mông vô cùng, cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí thế gợn sóng. Ở hắc ám Lăng Tiêu bốn phía, dĩ nhiên Lăng Không đứng cạnh bảy đạo khí tức kinh khủng bóng người, nữ có nam có, từng cái thực lực khủng bố, cầm trong tay cường đại ma khí, nhìn về phía hắc ám Lăng Tiêu trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Này bảy bóng người, dĩ nhiên toàn bộ đều có ma thiên cảnh viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu ma thần vương. Bọn họ đều là lần này lục thần đại hội, từ núi đao biển máu bên trong giết ra tới cường giả, từng cái quanh thân sát khí bốc lên, không biết giết bao nhiêu sinh linh mới có thể ngưng tụ ra còn như thực chất giống như sát khí. Trừ bọn họ ra bảy người ở ngoài, xung quanh còn có hơn trăm tôn khí tức kinh khủng bóng người, tất cả đều là cường đại ma tộc cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, cũng vậy khí thế đan dệt, đem chính giữa nhất hắc ám Lăng Tiêu khóa chặt lên. Đất trời bốn phía rung động, màu đen phù văn như xiềng xích giống như ngang qua hư không, tạo thành một đạo siêu cấp sát trận. Đây là một cái sát cục, nhằm vào hắc ám Lăng Tiêu sát cục. Chủ nhân, xem ra này chút cái gọi là thiên tài cường giả cũng đã bị ngươi sợ vỡ mật, không người nào dám một mình đối mặt với ngươi, vì lẽ đó dẫn theo một đám người muốn nhằm vào chúng ta a. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn vác một thanh màu đen chín răng đinh ba, thân người mặc áo giáp màu đen, tuy rằng vẫn là cực kỳ mập mạp, thân hình cao lớn, xem ra giống như là một vị di động núi thịt, thế nhưng quanh người hắn tản ra cái kia cổ kinh khủng sát khí, không chút nào đều không giống như cái kia bảy bóng người yếu hơn bao nhiêu. Không đáng kể, một cái cũng là giết, một đám cũng là giết, một lần này lục thần đại hội không cần 10 cái tiêu chuẩn, chỉ cần ta một người là đủ rồi. Nếu bọn họ đều chính mình lăn ra đây, cái kia ta cũng lười từng cái giết tới, đơn giản trực tiếp đưa bọn họ giải quyết tất cả chính là. Hắc ám Lăng Tiêu lãnh đạm cười một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy tà dị vẻ mặt. Phía sau hắn đạo kia màu máu áo khoác ngoài, như một đạo huyết sắc đại kỳ bay lượn, trong đó gào khóc thảm thiết, không biết cắn nuốt bao nhiêu oan hồn ác quỷ, để hắn cả người xem ra đều tựa như là trong địa ngục tử thần, tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Lục thần đại hội đến đây, đã tiến hành rồi gần thời gian 3 năm. Ma giới mênh mông vô cùng, không có chút nào so với thần giới nhỏ hơn bao nhiêu, trong đó các loại thấp cấp ma tộc, trung giai ma tộc cùng cao cấp ma tộc như hằng hà sa số, nhiều không kể xiết. Rất nhiều cao cấp ma tộc đều là lấy cổ quốc hình thức tồn tại, vì lẽ đó ở ma giới đại lục bên trên có vô số quốc gia cổ. Lục thần đại hội chính là ma giới mỗi vạn năm một lần việc trọng đại, bởi vì ma giới 10 tông sẽ thông qua lục thần đại hội chọn lựa đệ tử, toàn bộ ma giới bên trong, ai không muốn vào đến ma giới 10 tông bên trong. Thiên ma quốc gia cổ chỉ là một trung đẳng quốc gia cổ, vì lẽ đó cũng chỉ có 10 cái tiến nhập ma giới 10 tông tiêu chuẩn thôi. Lục thần đại hội hết sức tàn khốc, căn bản là không có bất kỳ quy tắc, giống như là nuôi cổ như thế, chỉ có giết tới chỉ còn dư lại cuối cùng 10 người mới xem như là kết thúc. Thiên ma quốc gia cổ mặc dù chỉ là một cái trung đẳng quốc gia cổ, nhưng cũng có mấy trăm ngàn ma tộc cường giả tham gia, trải qua gần 3 năm giết chóc phía sau, bây giờ cũng chỉ là còn dư hơn 100 người thôi. Mấu chốt nhất là, toàn bộ lục thần đại hội tất cả mọi người biết rồi, lần này lục thần đại hội tiến vào một người điên, mấy trăm ngàn ma tộc cường giả đại đều chết ở hắc ám Lăng Tiêu trong tay. Hắc ám Lăng Tiêu từ mới bắt đầu thần linh cảnh, đi qua 3 năm không ngừng giết chóc cùng nuốt chửng, thậm chí ngay cả phá 3 cái đại cảnh giới, bây giờ cũng đạt tới ma thiên cảnh viên mãn. Ở hắc ám Lăng Tiêu trong tay xưa nay không có nhân chứng sống, hơn nữa hắn đã thả ra lời, toàn bộ lục thần đại hội hết thảy ma tộc đều là rác rưởi, căn bản không cần 10 cái tiêu chuẩn nhiều như vậy, có một mình hắn là đủ rồi. Vì lẽ đó, hắc ám Lăng Tiêu cũng là khơi dậy hết thảy ma tộc cường giả lửa giận cùng sát ý. Trước, bọn họ đã từng mấy lần bố trí sát cục mai phục hắc ám Lăng Tiêu, kết quả đều bị hắc ám Lăng Tiêu ung dung chạy trốn, đồng thời giết ngược lại vô số ma tộc cường giả. Theo lục thần đại hội nhân số càng ngày càng ít,
Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là càng phát hung tàn. Cái kia bảy bóng người chính là ở Lục Thần Đại Hội bên trong hiện ra đến bảy đại vương giả, tương tự là giết chóc vô số ma tộc cường giả, thế nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng là không hẹn mà cùng liên hiệp lên, đồng thời triệu tập hết thảy may mắn còn sống sót cường giả, bố trí sát cục, phải đem Hắc Ám Lăng Tiêu hoàn toàn tru diệt. Lăng Tiêu, bản vương không tin một mình ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, nếu không muốn chết liền quay lại đây phát xuống tâm ma đại thề, bái bản vương làm chủ, bản vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bảy bóng người bên trong, chính giữa nhất là một người mặc áo bào đen nam tử trẻ tuổi, xem ra cùng nhân tộc tướng mạo hết sức tương tự, thế nhưng trên người lại có lớp vải màu đen, phía sau còn có một căn màu đen gai xương, con ngươi là màu nâu, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn tên La Khoa, chính là thiên ma cổ quốc cửu hoàng tử, cũng là này bảy đại vương giả đứng đầu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng huyết mạch không thuần, chỉ là thánh giai ma tộc thiên ma tộc chi nhánh, thế nhưng địa vị cũng là vô cùng cao quý, bên cạnh cái kia sáu cái cao cấp ma tộc đều là lấy hắn dẫn đầu. La Khoa vốn là muốn thông qua Lục Thần Đại Hội tiến vào ma giới 10 tông, thế nhưng là không nghĩ tới gặp Hắc Ám Lăng Tiêu một cái như vậy chỉ biết là giết hại biến thái. Cạm bẫy này chính là hắn bày, vì chính là tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên làm thịt Hắc Ám Lăng Tiêu. Chương 1407, huyết ma kỳ, một đám rác rưởi, như là nhiều người liền hữu dụng, cái kia một bầy kiến hôi chẳng phải là có thể giết một cái thần long. Ít nói nhảm, cùng lên đi, hôm nay vừa vặn đem bọn ngươi một lần giải quyết tất cả. Hắc Ám Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. La Khoa cùng còn lại mấy cái bên kia không có đầu óc ma tộc không giống nhau, còn biết tìm giúp đỡ, thế nhưng ở Hắc Ám Lăng Tiêu xem ra giết một con lợn cùng giết một đám lợn cũng không có gì khác biệt. La Khoa, chỉ bằng các ngươi này đám cặn bã còn dám cùng chủ nhân vĩ đại chống chọi. Còn không ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cái cổ quỳ xuống chờ chết. Chư Cương Liệt cười lạnh nói, một mặt chân chó hung hăng càn quấy. Khốn nạn, Chư Cương Liệt, người tên bại hoại này, đồ không biết sống chết, làm thịt bọn họ. Chư Cương Liệt nháy mắt khơi dậy đông đảo ma tộc cường giả lửa giận, từng cái trong ánh mắt sát ý cuồn cuộn ngất trời, chặt chẽ trừng mắt Chư Cương Liệt. Thế nhưng Chư Cương Liệt phảng phất một chút giác ngộ đều không có, như cũ khuôn mặt vẻ cười lạnh, hắn tiếp theo Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là chiếm được chỗ tốt không nhỏ, bây giờ tu vi cũng là đạt tới ma thiên cảnh viên mãn, đã đối với Hắc Ám Lăng Tiêu hoàn toàn khăng khăng một mực. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì lẽ đó đông đảo ma tộc uy hiếp căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Không biết sống chết, lên cho ta, ai có thể giết Lăng Tiêu, thưởng thánh dịch trăm giọt. La Khoa trong ánh mắt sát ý lóe lên, nháy mắt bạo quát một tiếng nói. Ầm ầm ầm, bốn phía thiên địa chấn động, hư không phảng phất như là bể nát như thế, vô tận ma khí bốc lên, từng đạo phù văn cổ xưa đan dệt, như màu đen lôi đình giống như lật vọt lên, cũng vậy đan xen hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Đây là La Khoa lấy trận bàn bố trí xuống vạn ma mê hồn đại trận, có thể ngăn cách ma khí, áp chế nguyên thần, coi như là thần vương cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị áp chế tu vi, hơn nữa cảm giác tổn thất lớn, bị người bài trận chém giết. La Khoa biết Hắc Ám Lăng Tiêu thực lực cực kỳ khủng bố, vì lẽ đó không cầu có thể trực tiếp giết Hắc Ám Lăng Tiêu, chỉ cầu có thể áp chế Hắc Ám Lăng Tiêu tu vi, đồng thời ngăn cách ma khí năng lượng, cứng rắn đưa hắn dây dưa đến chết. Chung quanh hơn trăm tôn ma tộc cường giả cũng là đồng thời hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu nhào tới, từng đạo cường đại ma đạo thần thông, thần binh lợi khí hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt trên người bắt chuyện. Rác rưởi chính là rác rưởi, các ngươi đã gấp như vậy muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang bùng lên, quanh người hắn màu đen thần quang bốc lên, đắm chìm trong sáng chói phù văn bên trong, sau lưng màu máu áo khoác ngoài nháy mắt tung trời mà lên, hóa thành một đạo phô thiên cái địa lá cờ lớn đỏ ngầu hướng về đông đảo ma tộc cường giả bao phủ mà tới. Từng đạo huyết sắc cái bóng từ huyết ma kỳ bên trong bay ra ngoài, tản ra bén nhọn tiếng hú, hướng về đông đảo ma tộc cường giả nhào tới. A a a, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, đồng thời nháy mắt im bặt đi, bị màu máu cái bóng bao phủ ma tộc cường giả, dĩ nhiên nháy mắt đã bị hút khô huyết dịch cả người, liền ngay cả nguyên thần đều bị thôn phệ lại đi, trực tiếp hóa thành từng bộ thây khô. Hơn trăm tôn ma tộc cường giả, trong chớp mắt thì có mười mấy người bị huyết ma kỳ cắn nuốt huyết nhục, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Vèo, Hắc Ám Lăng Tiêu thân ảnh còn giống như quỷ mị ở ma quang bên trong Nazi, cả người đều bị huyết ma kỳ bao vây lại, đang nhanh chóng thu gặt ma tộc cường giả sinh mệnh. Cái này huyết ma kỳ chính là Hắc Ám Lăng Tiêu trong lúc vô tình chiếm được thượng cổ huyết ma đại đế luyện chế huyết ma kỳ phương pháp luyện chế mà thành bảo vật, huyết ma kỳ phương pháp luyện chế cũng không phức tạp,
thế nhưng huyết ma kỳ thần diệu là, có thể thông qua không ngừng nuốt chửng sinh linh huyết nhục mà tiến hóa. Hắc ám lăng tiêu vừa rồi luyện chế được huyết ma kỳ chỉ là hạ phẩm ma khí, thế nhưng theo huyết ma kỳ cắn nuốt mấy trăm ngàn ma tộc huyết nhục, bây giờ đã tiến hóa thành cao cấp nhất ma vương khí, khoảng cách thánh bảo cũng đã không xa. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ huyết ma đại đế luyện chế huyết ma kỳ, càng là trở thành cực đạo đế binh, huyết ma kỳ triển khai, bao phủ một phương đại thế giới, có thể mang nhất giới sinh linh toàn bộ luyện hóa. Hắc ám lăng tiêu luyện chế huyết ma kỳ thời điểm, càng là xảo diệu gia nhập thôn thiên bí thuật pháp môn, để huyết ma kỳ trở nên càng ngày càng kinh khủng lên. Đáng chết, hắn huyết ma kỳ làm sao có khả năng mạnh như vậy? Mọi người không nên nương tay, cùng tiến lên, giết hắn đi. La Khoa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Huyết ma kỳ ở ma giới bên trong cũng không tính là quý giá, có rất nhiều người đều sẽ chọn luyện chế huyết ma kỳ, thế nhưng giống hắc ám lăng tiêu quỷ dị như vậy huyết ma kỳ, La Khoa trước vẫn đúng là chưa từng nhìn thấy. Nuốt chửng ma tộc cường giả máu thịt hiệu suất quá cao, cơ hồ là trong chớp mắt là có thể đem một vị ma thiên cảnh cường giả hấp thành thây khô. Hơn trăm tôn ma tộc cường giả, đã vậy còn quá nhanh đã bị hắc ám lăng tiêu cùng chư cương liệt giết gần một nửa. La Khoa biết căn bản không có thể chờ đợi thêm nữa. Ầm ầm, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen trường kích, tản ra ngập trời ma quang, bỗng nhiên hướng về hắc ám lăng tiêu chém xuống đến. Màu đen trường kích như một tòa cổ xưa núi cao, uy mãnh vô cùng, đem đầy trời ma khí đều chia làm hai nửa. Giết, còn dư lại cái kia sáu đại cường giả cũng đều là ánh mắt lạnh lùng, dồn dập sử dụng tới cường đại nhất thủ đoạn hướng về hắc ám lăng tiêu lướt đi. Hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, huyết ma kỳ nhất thời lại hóa thành một đạo huyết sắc áo khoác ngoài, hắn ở nóng rực bên trong đại trận tung trời mà lên, một quyền hướng về La Khoa đánh tới. Hắc ám lăng tiêu quyền ấn phảng phất ẩn chứa nặng nề ám kình, để màu đen trường kích đều là kịch liệt rung động, mạnh mẽ theo bắn ra mở ra. Đồng thời, hắc ám lăng tiêu quanh thân hắc quang dâng lên, phảng phất có một mảnh cực kỳ kinh khủng hố đen hình thành, phải đem tất cả sinh linh đều nuốt chửng đi vào. Nuốt chửng hố đen giả thiên cái địa, đem cái kia sáu đại cường giả công kích đều là bao phủ, sau đó kinh khủng thần quang bộc phát ra, huyết ma kỳ bay thẳng đến sáu người kia nhào tới. Cái kia sáu đại ma tộc cường giả đều là sắc mặt khẽ thay đổi, lộ ra một tia kiêng kỵ tâm ý, huyết ma kỳ quỷ dị bọn họ cũng đã được kiến thức, tuy rằng bọn họ tự nghĩ không sợ, nhưng cũng không muốn dễ dàng nhiễm phải, đều là nhanh chóng lùi về sau ra. Bù, một cái đầu trâu thân người ma tộc cường giả, trong tay xuất hiện một thanh màu đen búa lớn, phủ quang rừng rực vô cùng, bỗng nhiên hướng về hắc ám lăng tiêu đầu chém xuống đến. Còn có một phảng phất ẩn giấu ở trong bóng tối ma tộc, chỉ là ở trong hư không để lại một cái nhàn nhạt cái bóng, nhưng làm cho người ta là cảm giác nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hai thanh nhỏ dài cổ kiếm lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng hướng về hắc ám lăng tiêu đâm tới. Này bảy đại cường giả phảng phất giữa hai bên đã có nhất định phối hợp, cực kỳ hiểu ngầm, bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ. La Khoa phụ trách tấn công ngay mặt, trong tay hắn cái kia thanh trường kích rõ ràng là một cái bán thánh chi bảo, có thể chống chọi hắc ám lăng tiêu quỷ dị huyết ma kỳ. Mà những thứ khác sáu đại cường giả nhưng là bên cạnh mặt vây công, từng cái ra tay đều là nhanh như thiểm điện, muốn đem hắc ám lăng tiêu hoàn toàn giết chết. Chương 1408, quét ngang vô địch. Ầm ầm, hắc ám lăng tiêu quanh thân màu đen thần quang quanh quẩn, huyết ma kỳ ra thân, quyền ấn tung hoành vô cùng, bỗng nhiên cùng màu đen trường kích va chạm một cái. Nhất thời, thiên địa ầm ầm, xung quanh vô số phù văn nổ ra, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Hắc ám lăng tiêu chính là lăng tiêu lấy bản nguyên ma cốt ngưng tụ ra phân thân, gánh chịu lăng tiêu bản thân ký ức, vì lẽ đó lăng tiêu biết các loại công pháp, hắn cũng tất cả đều biết. Hắc ám lăng tiêu tuy rằng không có tu luyện tổ long bí thuật, nhưng là cơ thể hắn trời sinh chính là cực kỳ khủng bố, lại thêm khoảng thời gian này không ngừng nuốt chửng ma tộc cường giả huyết nhục, để hắn bây giờ thân thể căn bản không kém hơn lăng tiêu bản thể sức mạnh. Vì lẽ đó hắn có thể đủ tay không gắng chống đỡ La Khoa trường kích, thậm chí liền ngay cả La Khoa bày ra sát trận đối với tác dụng của hắn đều là nhỏ bé không đáng kể. Ầm ầm ầm, xung quanh cái kia chút sát trận đan dệt, sáng chói phù văn như từng đạo màu đen lôi đình hướng về hắc ám lăng tiêu đánh tới, loại này sức mạnh kinh khủng đổi thành bất luận cái nào ma thiên cảnh viên mãn cường giả, e sợ đều sẽ lập tức bị đánh giết. Thế nhưng lăng tiêu quanh thân màu đen nuốt chửng vòng xoáy tràn ngập, phảng phất có thể nuốt chửng chư thiên, cái kia chút sát trận biến thành phù văn lực lượng, hết thảy bị hắn cắn nuốt xuống, ngược lại trở thành tầm bổ hắc ám lăng tiêu sức mạnh. Giết, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ám lăng tiêu mặt dung cực sự lãnh khốc, hắn một quyền đánh lui La Khoa phía sau, trong ánh mắt sát ý bùng lên, hướng về cách đó không xa vị này đầu trâu thân người như ma tộc cường giả lướt đi. Vèo, huyết ma kỳ phóng ra huyết sắc thần quang, như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm,
nháy mắt hướng về vị này Ngưu Ma tộc cường giả bao phủ đi, đồng thời Hắc Ám Lăng Tiêu đấm ra một quyền, tứ tượng thần quang tung hoành vô cùng, tạo thành một đạo sáng chói hỗn độn quyền ấn. Vị này Ngưu Ma tộc cường giả hoàn toàn biến sắc, một mình hắn căn bản không có lòng tin chống đối Hắc Ám Lăng Tiêu công kích, nhất thời lảo đảo cực tốc lùi về sau, đồng thời trong tay búa lớn bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Ngăn cản hắn, La Khoa cũng là biến sắc mặt, những thứ khác ma tộc cường giả còn chưa tính, thế nhưng bảy người này tất cả đều là ma thiên cảnh viên mãn cường giả tối đỉnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cũng là hắn giết chết Hắc Ám Lăng Tiêu lá bài tẩy, nếu là bị Hắc Ám Lăng Tiêu tiêu diệt từng bộ phận, vậy coi như xong đời. Ầm ầm, cái khác ngũ đại ma tộc cường giả tự nhiên cũng đều hiểu, dồn dập sử dụng tới cường đại thảo phạt thủ đoạn, từng cái ma khí cuồn cuộn ngất trời, ánh mắt tàn nhẫn cực kỳ, hướng về Lăng Tiêu liều mạng lướt đi. Năm đạo màu đen ma quang đến từ trên trời, có quyền ấn, có đao quang, có kiếm khí, có côn ảnh, có thương mang, hướng về Lăng Tiêu chỗ hiểm quanh người đi. Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, căn bản đều không có quay đầu lại, ở sau người hắn màu đen nuốt chửng vòng xoáy càng phát mênh mông lên, mà hắn cả người nhưng là nhanh chóng đi tới Ngưu Ma tộc cường giả trước mặt. Răng rác, hỗn độn quyền ấn đánh vào cái này búa lớn bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, để thiên địa đều ở đây rung động. Từng đạo màu đen phù văn nổ ra, cái này búa lớn dĩ nhiên căn bản không có cách nào chịu đựng Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền này sức mạnh, ầm ầm một hồi bể nát ra. Hắc Ám Lăng Tiêu cú đấm này thế đi không giảm, ở Ngưu Ma tộc cường giả cực kỳ hoảng sợ trong ánh mắt, đánh vào trên ngực hắn. Ầm, một cái to lớn lỗ máu nổ ra, huyết ma kỳ nhanh chóng theo vào, trực tiếp đem vị này Ngưu Ma tộc cường giả bao vây lại, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng trong cơ thể hắn huyết nhục. A, điện hạ liền ta à? Ngưu Ma tộc cường giả trong miệng phát ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm cùng tiếng cầu cứu, thế nhưng nháy mắt liền im bặt đi. Một vị cường đại Ngưu Ma tộc cường giả trực tiếp bị Lăng Tiêu trọng thương, sau đó bị huyết ma kỳ cắn nuốt. Ầm, 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 mà cùng lúc đó, cái kia năm đại cường giả cực kỳ kinh khủng công kích cũng là đánh vào Lăng Tiêu trên người. Xác thực nói, là đánh vào cái kia mảnh kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy bên trên. Giống như là một viên sáng chói mặt trời nổ ra, trong phút chốc kích thích ra cực kỳ sáng chói thần quang. Nguyên bản xem ra cực kỳ bình tĩnh nuốt chửng vòng xoáy, nhưng vào đúng lúc này hoàn toàn bạo động lên, nhanh chóng mở rộng ra, đem năm đại cường giả đều bao phủ lại. Các ngươi đã đều đưa tới cửa đến, vậy thì đều luyện hóa cho ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, quanh thân kinh khủng bản nguyên ma khí dâng lên ra, để hắn khí tức càng phát sâu không lường được lên. Kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy, phảng phất tự thành nhất giới, đem ngũ đại ma tộc cường giả tất cả đều bao phủ lại, để cho bọn họ căn bản không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết ma kỳ cũng là hóa thành một mảnh huyết hải, vô số đạo huyết sắc ma ảnh hướng của bọn hắn nhào tới, dường như muốn đem máu thịt của bọn họ tất cả đều nuốt chửng luyện hóa. Cái gì, Lăng Tiêu, ngươi muốn chết? La Khoa cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi, nháy mắt liền bạo nộ rồi lên. Hắn căn bản không nghĩ tới Hắc Ám Lăng Tiêu tâm cơ dĩ nhiên là như vậy thâm trầm, ở kế hoạch đối với Ngưu Ma tộc cường giả phát động tuyệt sát một kích thời điểm, cũng coi như đến đó ngũ đại ma tộc cường giả sẽ đến cứu viện, đưa bọn họ cũng tính kế. Nguyên bản bảy đại ma tộc cường giả, trong chớp mắt đã bị Hắc Ám Lăng Tiêu giết một cái, cầm giữ năm người, như là cứ theo đà này, liền ngay cả La Khoa đều là chắc chắn phải chết. Ầm ầm, La Khoa quanh thân ma quang bộc phát ra, từng đạo lớp vảy màu đen hóa thành sáng chói phù văn, mà hắn cả người cũng là nháy mắt bành trướng lên, hóa thành một vị trên cao vạn trượng khủng bố bóng người. Phía sau hắn cái kia một đạo gai xương nháy mắt phân hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo, còn như lưỡi đao giống như hướng về Lăng Tiêu đâm tới. La Khoa mặc dù là thiên ma cổ quốc hoàng tử, có thiên ma tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch cũng không thuần, chủ yếu vẫn là cao cấp ma tộc cốt ma tộc huyết mạch. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bạo phát cốt ma tộc thiên phú thần thông, đòn đánh này đã có thể so với ma thần vương sức mạnh, liền là muốn trọng thương thậm chí chu diệt Hắc Ám Lăng Tiêu, sau đó đem cái kia ngũ đại ma tộc cường giả cứu ra. Chủ nhân, cẩn thận, Chư Cương Liệt biến sắc mặt, vội vã hô to một tiếng nói. Đồng thời, trong tay hắn chín răng đinh ba ánh sáng óng ánh, bỗng nhiên đãng mở ra xung quanh mấy cái tấn công về phía hắn ma tộc cường giả, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về La Khoa vọt tới. Cong, một trận kim thiết giao kích tiếng vang lên, Chư Cương Liệt chín răng đinh ba cũng coi như là một cái dị bảo, nhưng cũng chỉ là chặt đứt mấy chục gân cốt đâm, sau đó nháy mắt liền bị bắn ra ngoài. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo gai xương thế đi không giảm. Nháy mắt đã đến Hắc Ám Lăng Tiêu trước mặt. Này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Đáng tiếc vẫn là quá yếu. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng dâng lên ra, từng đạo màu đen thiểm điện bốc lên,
phảng phất hóa thành khắp nơi nóng rực lôi đình chi hải, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Khí thế ấy cổ xưa thần bí, như thiên hà cuốn ngược, đầy trời lôi quang trực tiếp đem trong hư không gai xương đều cuốn lên, cũng vậy bạo phát kinh thiên động địa va chạm mạnh. Nguồn sức mạnh kia quá kinh khủng, mọi người dưới chân cái kia tòa núi cao, đều là ầm ầm nổ bể ra, hư không rung động, đại địa dao động. Chương 1409, chém tận giết tuyệt. Ầm ầm ầm, cái kia cỗ màu đen lôi quang quá kinh khủng, mọi người trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ đều có thể nhìn thấy, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo cực kỳ kinh khủng gai xương, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mênh mông lôi quang cuốn ngược mà về, liền ngay cả La Khoa đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị khủng bố lôi hải bao phủ lại. Từng đạo lôi quang chui vào đến trong cơ thể hắn, nháy mắt liền để hắn ra chóc thịt bong, để trong miệng hắn phát ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Đây là Hắc Ám Lăng Tiêu Thiên Phú Thần Thông, bị hắn trở thành bản nguyên lôi quang, truyền thừa tự bản nguyên ma cốt, uy lực vô cùng. Bất quá bạo phát ra bản nguyên lôi quang phía sau, liền ngay cả Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ uể oải vẻ. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được a? Thả ta mong muốn nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng a. Ta không muốn chết a, ta còn muốn tiến nhập ma giới 10 tông, ta không có thể chết ở chỗ này a. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia ngũ đại ma tộc cường giả mỗi một người đều là đại hét lên điên cuồng, theo huyết ma kỳ sức mạnh bộc phát ra, bọn họ có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể dĩ nhiên tại bị điên cuồng lấy ra, mỗi một người đều là vong hồn đại mạo, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Hắc Ám Lăng Tiêu quá hung tàn, thực lực cũng quá kinh khủng. Bọn họ giờ khắc này đều là đánh mất tiếp tục cùng Hắc Ám Lăng Tiêu chống lại tự tin, chỉ muốn có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng, Hắc Ám Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng như cũ mà tàn khốc, không có chút nào vì là lay động. Huyết ma kỳ sức mạnh quá kinh khủng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo huyết ma từ trong đó đập tới, vô hình vật chất, không ngừng nuốt chửng cái kia ngũ đại ma tộc cường giả huyết mạch trong cơ thể, hơn nữa sự chống cự của bọn họ cũng là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thân thể của bọn họ trực tiếp nổ tung, kinh khủng ma quang bộc phát ra, đây là bọn hắn tự bạo sức mạnh, nghĩ phải bỏ qua thân thể, để nguyên thần chạy trốn. Thế nhưng, huyết ma kỳ ánh sáng cuốn một cái, nhất thời tứ phương hư không đều bị giam cầm lên, năm đạo nguyên thần trực tiếp bị huyết ma kỳ nuốt vào. Nguyên thần của các ngươi coi như không tệ, có tư cách trở thành huyết ma vương. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói, huyết ma kỳ bên trong bây giờ có mấy trăm ngàn huyết ma, đều là Hắc Ám Lăng Tiêu chém giết những ma tộc kia cường giả biến thành. Thế nhưng bây giờ còn không thể tiến hóa ra huyết ma vương đến. Một khi tiến hóa ra huyết ma vương, huyết ma kỳ sức mạnh cũng sẽ tăng vọt. Này ngũ đại ma tộc cường giả cũng đều là thiên phú cực mạnh hạng người, đáng tiếc gặp Hắc Ám Lăng Tiêu, một trận chiến bên dưới tất cả đều bị làm thịt. Bảy đại dẫn đầu ma tộc cường giả, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có La Khoa một người. Vèo, La Khoa thật vất vả mới từ bản nguyên lôi quang bên trong trốn thoát, vì thế hắn trên người hết thảy phòng ngự bảo vật. Thậm chí còn có một tấm thượng cổ thánh phù dùng hết, nhưng hắn vẫn bị bản nguyên lôi quang trọng thương, nửa người đều bể nát. Khi La Khoa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời gian, càng là vong hồn đại mạo. Cái kia chút thông thường ma tộc cường giả, bị Lăng Tiêu bản nguyên lôi quang liên lụy hơn nửa, đều hóa thành cho bụi, còn dư lại cũng đều là ở chư cương liệt trong tay khổ sở chống đỡ, xem ra rất nhanh cũng phải bị chém giết. Bảy đại ma tộc cường giả, bị Lăng Tiêu giết 6 cái, La Khoa tâm cũng bắt đầu run rẩy. Lại cũng không sinh được một tia cùng Lăng Tiêu chống lại tâm tư. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi đem cái kia mười mấy người giết tất cả, một lần này lục thần đại hội là có thể hoàn toàn kết thúc, ba người chúng ta đều có thể tiến nhập ma giới 10 tông bên trong, hy vọng ngươi có thể đủ tha ta một mạng. Nếu không thì, coi như là ngươi giết ta, phụ vương ta cũng sẽ không tha của ngươi, ngươi căn bản không đi ra lò thiên ma cổ quốc. La Khoa cũng rất thức thời, tuy rằng trong lòng đối với Hắc Ám Lăng Tiêu hận thấu xương, thế nhưng cũng biết hiện tại tình thế không bằng người. Hơn nữa hắn cũng căn bản trốn không thoát, vì lẽ đó liền trực tiếp cúi đầu trước Lăng Tiêu. Bất quá trong lòng hắn cũng đang thầm nghĩ, một khi lục thần đại hội kết thúc, nói cái gì cũng phải để phụ vương giết cái này Lăng Tiêu. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Lục thần đại hội có ta một người là đủ rồi, ta vì sao phải bỏ qua ngươi? Chỉ sợ ta coi như là bây giờ thắng ngươi, chờ ngươi rời đi nơi này cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta có thể phát xuống tâm ma đại thề. Vĩnh viễn không ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta sẽ nói cho phụ vương để cho ngươi tiến nhập thiên ma đàm bên trong tu luyện một lần, lấy ngươi tu vi bây giờ, chỉ cần đi vào thiên ma đàm bên trong tu luyện một lần, đột phá đến ma thần vương xác suất đem sẽ gia tăng thật lớn. La Khoa trong lòng nhảy một cái, hắn cũng không muốn bị Lăng Tiêu cho là hắn là đang đe dọa,
nhất thời liền hạ thấp tư thái, thậm chí không tiếc có thể ra Thiên Ma Đàm mê hoặc. Thiên Ma Đàm chính là Thiên Ma cổ quốc một chỗ bí cảnh, tích chứa trong đó cực kỳ thần bí thiên ma khí, có thể để cho người ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 gấp trăm lần trở lên, hắn tin tưởng có Thiên Ma Đàm cái này mê hoặc, Lăng Tiêu nhất định sẽ đáp ứng. Tiến nhập Thiên Ma Đàm bên trong tu luyện sao? Đây đúng là một hết sức điều kiện tốt. Hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói. Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. La Khoa trong lòng buông lỏng, phảng phất thấy được sống sót đi ra hy vọng. Đương nhiên là, không đáp ứng, Hắc ám Lăng Tiêu cười nhạt, trong con ngươi sát cơ nháy mắt bắn mạnh ra. Huyết ma kỳ tốc độ cực nhanh, như một đạo huyết sắc quang ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở La Khoa trước mặt, sau đó đưa hắn bao phủ lại. Kinh khủng huyết quang bốc lên, tản ra mùi chết chóc. La Khoa khắp khuôn mặt là không đè nén được sợ hãi cùng vẻ giận dữ, không khỏi hét lớn, Lăng Tiêu, ngươi không giữ lời hứa. Ấu chỉ, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đáp ứng ngươi. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, vừa rồi sở dĩ cùng La Khoa nhiều lời hai câu, bất quá là đang đợi huyết ma kỳ đem cái kia mấy tôn ma tộc cường giả huyết nhục hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ thôi. Huyết ma kỳ ánh sáng óng ánh, từng đạo huyết ma hướng về La Khoa vồ giết đi. Hắc ám Lăng Tiêu chút nào đều không có để ý La Khoa chửi bới cùng tiếng cầu xin tha thứ, rất nhanh hắn đã bị huyết ma kỳ hoàn toàn cắn nuốt. Bảy đại ma tộc cường giả, đến đây toàn bộ bị diệt. Chủ nhân uy vũ, bất quá ngươi giết La Khoa, e sợ chờ một lát thiên ma cổ quốc sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta chứ. Dù sao chúng ta tuy rằng chiếm được tiêu chuẩn, nhưng nếu là thiên ma cổ quốc nhằm vào chúng ta, đó cũng là một chuyện phiền toái. Chư Cương Liệt có chút lo lắng nói rằng, không sao cả. Chờ một lát chúng ta đi ra ngoài là có thể gặp được Hắc Ám Ma Tông sứ giả, Thiên Ma cổ quốc coi như là tức giận nữa, cũng không dám làm càn. Bất quá coi như là hắn dám động thủ với ta thì lại làm sao? Huyết Ma Kỳ đang dễ dàng lại nhiều một vị Huyết Ma Vương. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, trong ánh mắt không có có một tia sóng lớn. Kha kha, chủ nhân nói tới đúng. Chờ chúng ta tiến nhập Hắc Ám Ma Tông, chủ nhân nhất định có thể quét ngang quần hùng. Thậm chí coi như là trở thành Hắc Ám Ma Tông thánh tử, đều là chuyện dễ dàng. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, cũng là buông xuống lo âu trong lòng. Từ khi đầu phục Lăng Tiêu phía sau, hắn cũng đã khăng khăng một mực trở thành trung thật nhất chó săn, đặc biệt là tiếp theo Hắc Ám Lăng Tiêu mấy năm qua, sát phạt sảng khoái, đồng thời cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, để hắn đối với Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy mù quáng tin tưởng. Có lúc, Chư Cương Liệt thậm chí đang nghĩ, cái này Hắc Ám Lăng Tiêu so với Lăng Tiêu càng có cơ hội trở thành chí cường giả. Cái kia loại sát phạt dứt khoát, tàn khốc vô tình tâm tính, là rất nhiều ma tộc cường giả đều không thể so được. Chương 1410, Thiên Ma Cổ Quốc, huyết ma kỳ cuốn một cái, nhất thời còn dư lại những ma tộc kia cường giả cũng tất cả đều bị cắn nuốt, bên trong vùng thế giới này cũng chỉ còn lại có Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt hai người. Hư không còn như là sóng nước dập dờn, vùng thế giới này đều trở nên cực kỳ bắt đầu mơ hồ, phảng phất là nào đó loại điều kiện bị phát động. Hắc ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đều là bị một trận hào quang óng ánh bao vây lại, biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Lục thần đại hội kết thúc. Lục thần đại hội quy tắc hết sức đơn giản thô bạo, bởi vì chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó tất cả mọi người cùng nhau chém giết, muốn. Nhất cuối cùng nhân số ở 10 người trở xuống, lục thần đại hội liền sẽ tự động kết thúc. Dĩ vãng lục thần đại hội, đều có thể rất dễ dàng quyết ra 10 cái tiêu chuẩn đi ra, thế nhưng lần này lục thần đại hội, nhưng ngoài dữ liệu của mọi người. Hắc ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt xuất hiện ở một mảnh lớn sân rộng bên trên, xa xa cổ xưa cung điện từng tòa vụt lên từ mặt đất, xem ra uy nghiêm mà thần bí. Nơi này chính là Thiên Ma cổ quốc hoàng cung, giờ khắc này có rất nhiều cường đại bóng người đều ở đây trên quảng trường chờ đợi, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Thiên Ma cổ quốc ma hoàng, La Tuấn. La Tuấn là một cái 10 phần uy nghiêm người trung niên, xem ra cùng La Khoa khuôn mặt hết sức tương tự. Thân mặc một bộ hắc bào, vóc người khôi ngô cao to, trên người có vảy màu đen, phía sau có một căn màu đen gai xương, cả người đều tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ gợn sóng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở hắn bên người, còn có một hắc bào nam tử trẻ tuổi, xem ra oai hùng anh phát, dung mạo cùng nhân tộc hầu như không hề khác gì nhau, thân xác bình tĩnh mà lãnh đạm, khí tức sâu không lường được, thậm chí so với La Tuấn mạnh hơn trên một phần. Hắn chính là Hắc Ám Ma Tông sứ giả. Lần này trước đến Thiên Ma cổ quốc chủ trì lục thần đại hội, chọn lựa tiến nhập Hắc Ám Ma Tông đệ tử. La Tuấn đối xử hắn thái độ hết sức cung kính, bởi vì hắn biết trước mắt cái này thanh niên áo bào đen lai lịch phi phàm, không phải Hắc Ám Ma Tông sứ giả đơn giản như vậy, hơn nữa sau lưng còn đứng một vị thánh nhân lão tổ.
La Tuấn khoảng thời gian này một mực cẩn thận hầu hạ vị sứ giả này, hắn tin tưởng La Khoa nhất định có thể thông qua lục thần đại hội, chỉ là hắn hy vọng có thể thông qua sứ giả, dựng lên vị kia thánh nhân lão tổ, nếu như có thể để La Khoa trở thành thánh nhân lão tổ đệ tử thân truyền, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao, coi như là có thể thông qua lục thần đại hội tiến vào Hắc Ám Ma Tông, cũng phải từ đệ tử ngoại môn bắt đầu làm lên, mặt trên còn có đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền, mỗi một bước đều rất gian nan. Nhưng chỉ cần bị thánh nhân lão tổ thu làm đệ tử, ngay lập tức sẽ có thể trở thành đệ tử chân truyền, cái kia địa vị nhất định chính là một bước lên trời. Hôm nay, trong hư không cái kia cổ thần bí mà mênh mông khí tức bộc phát ra, La Tuấn nhất thời liền biết lục thần đại hội kết thúc, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vèo, vèo, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bởi vì Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt khuôn mặt đều rất xa lạ, bọn họ căn bản cũng không nhận ra, không biết hai người kia vì sao có thể đoạt được hai chỗ. Lúc này mới hai người, phía sau còn gì nữa không, không nên gấp gáp. Ha ha ha, chúng ta gia thiếu gia nhất định có thể thu được một chỗ. Lục thần đại hội cuối cùng là kết thúc, hy vọng nhà ta tiểu chủ nhân có thể bình yên vô sự xuất hiện đi. Thiên ma cổ quốc trong những đại gia tộc kia cường giả tuy rằng nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là trong lòng tràn đầy chờ mong. La Tuấn trong lòng khẽ nhíu mày một cái, không biết vì sao, ở nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia lãnh đạm khuôn mặt thời gian, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Trong hư không cái kia mảnh hỗn loạn gợn sóng từ từ khôi phục yên tĩnh, nhưng thủy chung không có ai xuất hiện. Không cần chờ, một lần này lục thần đại hội, trừ chúng ta ở ngoài, những thứ khác tất cả đều chết hết. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, tiểu mắt trong hạt châu tinh mang lấp lóe, gương mặt hung hăng cùng vẻ kiêu ngạo. Cái gì, không thể, chỉ bằng các ngươi cũng có thể từ lục thần đại hội bên trong sống sót, nhà ta chủ nhân khẳng định cũng không thành vấn đề. Không sai, con lợn béo đáng chết, bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, bằng không đừng trách chúng ta giết ngươi. Chư Cương Liệt, nhất thời liền để mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi, tùy cơ mỗi một người đều bắt đầu bạo nộ rồi lên. Bọn họ từng cái quay về Chư Cương Liệt cùng Hắc Ám Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, nhưng trong lòng càng ngày càng hoang mang, bởi vì trước sau đều không có ai từ bí cảnh bên trong đi ra. Mà La Tuấn sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm, thậm chí trong ánh mắt bắt đầu lộ ra sát ý ngập trời. La Khoa chính là hắn coi trọng nhất nhi tử, có hy vọng gánh chịu thiên ma cổ quốc ý chí, tương lai tiến vào Hắc Ám Ma Tông từng bước một trưởng thành, thậm chí là trở thành cái kia chí cao vô thượng thánh nhân. Nhưng bây giờ, cái này hy vọng dường như muốn tan vỡ. Ầm ầm, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng từ La Tuấn trên người tán phát ra, đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đều khóa chặt lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát một đòn sấm sét. La Khoa là chết như thế nào? La Tuấn nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Làm sao, ngươi nghĩ ra tay với chúng ta? Ta cũng không biết cái gì La Khoa Lý Khoa, ta chỉ biết là tất cả rác rưởi đều đã chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, đe dọa nhìn La Tuấn. Ánh mắt thâm thúy, không có một tia sóng lớn. Là ngươi giết La Khoa. La Tuấn bỗng nhiên trong ánh mắt sát cơ bùng lên, hắn từ Hắc Ám Lăng Tiêu trên người cảm thấy một luồng sâu sắc oán khí cùng tử khí, chính thuộc về La Khoa. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có thu lại sát khí trên người, hắn căn bản cũng không thèm ở ẩn giấu, vì lẽ đó quanh người hắn sát khí còn như thực chất giống như vậy. Hắc quang bốc lên đưa hắn bao phủ lại, để hắn xem ra phảng phất là một vị trong địa ngục tử thần vua. Bất luận người nào nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một chút, đều biết hắn nhất định là giết người đầy đồng, bằng không không thể trên người có kinh khủng như vậy sát khí. Mắt thấy La Tuấn sắp nổi khùng, Hắc Ám Ma Tông sứ giả bỗng nhiên đi lên trước một bước, có chút kỳ dị nhìn Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt một cái nói, có thể ở mấy trăm ngàn cường giả bên trong đi tới cuối cùng, bất kể là tâm trí, thực lực hay là thủ đoạn đều là tốt nhất chọn, các ngươi có tư cách trở thành Hắc Ám Ma Tông đệ tử. La Tuấn vừa nghe, nhất thời liền cuống lên, vội vàng nói, sứ giả đại nhân, hai người này hết sức xa lạ. Căn bản không phải ta thiên ma cổ quốc người, rất có thể là những tông môn khác gian tế, vì lẽ đó hắn mới dám không kiêng nể gì như thế sát hại tất cả mọi người, nhất định là vì suy yếu Hắc Ám Ma Tông thực lực, kính xin đại nhân minh xét, đưa bọn họ ngay tại chỗ đánh chết. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng khen ngợi một tiếng, La Tuấn không hổ là nắm giữ thiên ma tộc huyết mạch, tâm trí thành thục, căn bản không nhắc đến Hắc Ám Lăng Tiêu giết La Khoa sự tình, chỉ là đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt hướng về gian tế mặt trên nói. Mục đích đúng là vì để Hắc Ám Ma Tông sứ giả hoài nghi bọn họ, sau đó giết bọn họ. Những tông môn khác gian tế, các ngươi là sao? Hắc Ám Ma Tông sứ giả tựa như cười mà không phải cười nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt một cái nói. Dĩ nhiên không phải, kính xin sứ giả minh xét, chúng ta tuy rằng không có cường đại gì gia tộc,
nhưng trong lòng ngóng trông Hắc Ám Ma Tông, hy vọng có thể trở thành Hắc Ám Ma Tông đệ tử, cho nên mới phải đến Thiên Ma Cổ Quốc tham gia Lục Thần Đại Hội. Hơn nữa, chúng ta có phải hay không gian tế, tin tưởng dựa vào sứ giả thủ đoạn nhất định có thể thấy. Hắc Ám Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Chương 1411, Hắc Ám Thánh Thể. Vù, bỗng nhiên, Hắc Ám Ma Tông sứ giả trên người ánh sáng óng ánh, một viên màu đen ngọc phù tự động lơ lửng, tản ra một luồng cực kỳ ba động kỳ dị, hơi rung động, chỉ hướng Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Ma Tông sứ giả nguyên vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng nhìn thấy cái viên này màu đen ngọc phù phía sau, nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ mừng như điên vẻ mặt. Màu đen ngọc phù tên là Hắc Ám Thánh Phù, chính là lấy Hắc Ám Ma Tông một vị tiền bối hài cốt chế thành, có cực kỳ sức mạnh thần bí, hầu như hết thảy Hắc Ám Ma Tông sứ giả trên người đều sẽ có một viên Hắc Ám Thánh Phù. Hắc Ám Thánh Phù cũng không có gì lực công kích, nhưng nhất tác dụng trọng yếu nhưng là phát hiện Hắc Ám Thánh Thể. Hắc Ám Thánh Thể chính là thích hợp nhất tu luyện Hắc Ám Ma Tông công pháp thể chất, vì lẽ đó từng cái Hắc Ám Ma Tông sứ giả đều muốn thông qua Lục Thần Đại Hội hết sức đi tìm Hắc Ám Thánh Thể. Bây giờ, Hắc Ám Thánh Phù sáng lên, vậy chỉ có một khả năng. Trước mắt Hắc Ám Lăng Tiêu, có Hắc Ám Thánh Thể. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, thần bộ đều không thèm để ý Hắc Ám Ma Tông sứ giả, giờ khắc này nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thần sắc kích động, thậm chí còn có vẻ tôn kính. Nắm giữ Hắc Ám Thánh Thể, tương lai nhất định sẽ nhất phi thăng thiên, chỉ cần đi vào đến Hắc Ám Ma Tông bên trong, rất có thể chính là đời kế tiếp Hắc Ám Ma Tông chi chủ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, hắn cũng là chú ý tới Hắc Ám Thánh Phù. Nắm giữ Hắc Ám Thánh Thể thánh nhân chi chủ đúc thành sao? Xem ra hắn là coi ta là làm Hắc Ám Thánh Thể kẻ nắm giữ, bất quá như vậy xác thực cũng không thể toán sai. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất thời trong lòng có lập kế hoạch. Hắn vốn là bản nguyên ma cốt biến thành, kẻ nắm giữ ma giới bản nguyên sức mạnh, vì lẽ đó hắn đồng dạng có rồi một ít Hắc Ám Thánh Thể thần diệu. Nếu nói là hắn là Hắc Ám Thánh Thể, xác thực cũng không toán sai. Lăng Tiêu cũng dự định cứ như vậy đâm lao phải theo lao xuống. Chỉ cần hắn không thừa nhận hắn không phải Hắc Ám Thánh Thể, e sợ căn bản đều không ai có thể thấy. Vị sư đệ này, người nếu thông qua Lục Thần Đại Hội, vậy chính là ta Hắc Ám Ma Tông đệ tử, người tên là gì? Người yên tâm, không có bất kỳ người nào dám làm khó ngươi. Hắc Ám Ma Tông sứ giả đầy mặt nhiệt tình nói rằng. Hắc Ám Ma Tông sứ giả biến hóa. Liền ngay cả La Tuấn đều có chút không tìm được manh mối, thế nhưng bản năng trong lòng có một loại cảm giác xấu. Sứ giả đại nhân, người này rất có thể là những tông môn khác gian tế. La Tuấn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Gian tế, chuyện cười, hắn có phải hay không gian tế ta lẽ nào phân biệt không được sao? La Tuấn, ta biết con trai của ngươi chết ở Lục Thần Đại Hội bên trong, thế nhưng Lục Thần Đại Hội vốn là tàn nhẫn như vậy, sống chết có số, hy vọng ngươi không nên quá xoắn suýt. Vị sư đệ này nhất định là ta Hắc Ám Ma Tông đệ tử. Hắc Ám Ma Tông sứ giả cười lạnh một tiếng nói. Như là trước khi nói, có lẽ hắn còn sẽ có hoài nghi, thế nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu thân hoài Hắc Ám Thánh Thể phía sau, hắn lại cũng sao chút nào hoài nghi. Nắm giữ Hắc Ám Thánh Thể người, làm sao có khả năng sẽ trở thành những tông môn khác gian tế. Dù là ai cũng không có tác phẩm lớn như vậy cùng sức mạnh. Gặp qua sư huynh, tại hạ Lăng Tiêu, này là thủ hạ của ta Chư Cương Liệt. Chúng ta đều đối với Hắc Ám Ma Tông mộ danh đã lâu, nghĩ muốn gia nhập đến Hắc Ám Ma Tông bên trong. Hắc Ám Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt của hắn thần mang óng ánh, trong lòng đã đoán được Hắc Ám Ma Tông sứ giả nhất định là đã nhận định hắn là Hắc Ám Thánh Thể, hắn cũng vui vẻ đâm lao phải theo lao. Lăng Tiêu sao, tên rất hay, yên tâm, sau đó ta liền mang ngươi gặp Hắc Ám Ma Tông. Hắc Ám Ma Tông sứ giả vô cùng hòa ái cười nói. Hắn biết. Trước mắt người thanh niên này tương lai nhất định là không thể đo lường, có Hắc Ám Thánh Thể, rất có thể sẽ trở thành Hắc Ám Ma Tông Thánh Tử, đến thời điểm nói không chắc hắn còn muốn dựa vào Lăng Tiêu. Đồng thời, hắn phát hiện Hắc Ám Thánh Thể công lao, đợi đến Hắc Ám Ma Tông phía sau, nhất định có thể đổi được đại lượng tài nguyên. La Tuấn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm Hắc Ám Ma Tông sứ giả nói, sứ giả đại nhân, Lăng Tiêu ở Lục Thần Đại Hội bên trong tạo thành nhiều như vậy giết chóc, dẫn đến Hắc Ám Ma Tông thiếu 8 người đệ tử. Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định cứ như vậy buông tha hắn sao? Nghe xong La Tuấn phía sau, Hắc Ám Ma Tông sứ giả cũng cảm giác được trong lòng một trận chán ngán, nhíu nhíu mày đầu lạnh lùng nói, La Tuấn, quản tốt chuyện của ngươi. Hắc Ám Ma Tông chiêu thu đệ tử, lúc nào đến phiên ngươi tới chen miệng vào. La Tuấn cả người chấn động, sắc mặt càng phát khó coi. Thế nhưng hắn cũng biết, Thiên Ma Cổ Quốc thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Hắc Ám Ma Tông so ra,
nhất định chính là đom đóm vào Hạo Nguyệt, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Trong lòng hắn tuy rằng đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Lăng Tiêu sư đệ, người theo ta đồng thời Hắc Ám Ma Tông đi. Hắc Ám Ma Tông sứ giả khẽ mỉm cười nói. Vèo, ống tay áo của hắn vung lên, nhất thời một chiếc màu đen hư không bảo thuyền xuất hiện ở trước mặt, tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ gợn sóng. Chiếc này hư không bảo thuyền dĩ nhiên là bán thánh chi bảo, hơn nữa ẩn chứa thập phần thần bí mà mênh mông không gian pháp tắc gợn sóng, phảng phất có thể qua lại hư không. Là, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt nhìn nhau, đều là tiếp theo sứ giả đồng thời bay lên màu đen hư không bảo thuyền. Hư không bảo thuyền ánh sáng óng ánh, hư không đều đang kịch liệt run rẩy, sau một khắc hư không bảo thuyền trực tiếp bắn vào đến rồi sâu trong hư không, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Hắc Ám Ma Tông sứ giả cứ như vậy mang theo Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt rời đi, La Tuấn trên mặt xanh một trận trắng một trận, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt. Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy phóng cái kia Lăng Tiêu rời đi nơi này sao? Cửu hoàng tử nhất định là bị hắn giết. Một người mặc hắc bào, đầu hổ thân người đại hán truyền âm cho La Tuấn nói. Cái này hổ ma tộc cường giả tên là Hổ Quan, chính là thiên ma cổ quốc đại tướng quân, tương tự là một vị ma thần vương, thực lực mạnh mẽ vô cùng, rất được La Tuấn tín nhiệm. Cái kia có thể làm sao? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn từ Hắc Ám Ma Tông trong tay cướp người hay sao? La Tuấn có chút bất đắc dĩ cười lạnh nói. Bệ hạ, Hắc Ám Ma Tông xưa nay đều không có đem chúng ta để ở trong mắt quá. Chỉ có vạn năm nhất giới lục thần đại hội mới có sứ giả giáng lâm. Lần trước Quang Minh Ma Tông người, còn giống như ở trong nước, không bằng chúng ta trực tiếp nương nhờ vào Quang Minh Ma Tông làm sao? Hổ Quan cười lạnh một tiếng nói, nương nhờ vào Quang Minh Ma Tông, đối với chúng ta không có ích lợi gì chứ. Lại nói coi như là chúng ta nghĩ đầu dựa vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định sẽ tiếp thu. La Tuấn có chút động lòng, nhưng vẫn còn do dự nói. Quang Minh Ma Tông cùng Hắc Ám Ma Tông đều là ma giới 10 tông. Thế nhưng hai cái nhưng là như nước với lửa, giống như là tử đối đầu giống như vậy, đều hận không thể diệt đối phương, giữa hai người thường thường đại chiến. Chương 1412, Quang Minh Ma Tông chặn giết. Đương nhiên là có chỗ tốt, bệ hạ, như là Quang Minh Ma Tông mong muốn tiếp thu chúng ta, nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành che chở. Hơn nữa trước mắt Lăng Tiêu chính là tốt nhất đầu danh trạng, bệ hạ e sợ không biết cái viên này màu đen ngọc phù là cái gì sao. Đây chính là Hắc Ám Thánh Phù. Có thể phân rõ Hắc Ám Thánh Thể, nếu là ta đoán không sai, Lăng Tiêu khẳng định nắm giữ Hắc Ám Thánh Thể. Chỉ cần chúng ta đem hành tung của bọn họ tiết lộ cho Quang Minh Ma Tông người, đến thời điểm Quang Minh Ma Tông không chỉ sẽ che chở chúng ta, khẳng định còn sẽ ban xuống hóa thánh đan cho bệ hạ, này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Hổ Quan trong thanh âm tràn đầy cám dỗ gợn sóng. Hắc Ám Thánh Thể, làm sao có khả năng? La Tuấn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Bất quá hắn cũng đã từng nghe nói Hắc Ám Thánh Phù, liên tưởng đến vừa rồi Hắc Ám Thánh Phù động tĩnh, trong lòng cũng tin Hổ Quan đối với Lăng Tiêu là Hắc Ám Thánh Thể phán đoán. Quang Minh Ma Tông đã sớm ở treo giải thưởng Hắc Ám Thánh Thể, nếu như có thể tăng lên Hắc Ám Thánh Thể tam tích, liền sẽ ban thưởng Hóa Thánh Đan. Nếu là có Hóa Thánh Đan, La Tuấn liền có hy vọng đi xung kích cái kia vô thượng thánh đạo cảnh giới. Đây là để La Tuấn căn bản không cách nào ngăn cản mê hoặc. La Tuấn suy tư một chút phía sau, nháy mắt cắn răng nói, được. Nếu Hắc Ám Ma Tông xử sự bất công, vậy chúng ta liền trực tiếp phản. Hổ Quan, người đi liên hệ Quang Minh Ma Tông người, báo cho bọn họ Lăng Tiêu là Hắc Ám Thánh Thể tin tức, để cho bọn họ đi chặn giết Lăng Tiêu, chúng ta chuẩn bị một chút nương nhờ vào Quang Minh Ma Tông. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Tuấn biết, như là hắn phản bội Hắc Ám Ma Tông, nhất định sẽ đưa tới đại lượng cường giả đuổi giết hắn. Thế nhưng hắn cũng quyết định. Chờ hắn được hóa thánh đan phía sau liền lập tức bế quan tu luyện, chỉ cần hắn có thể đủ đột phá đến thánh cảnh, đến thời điểm thì có đầy đủ lá bài tẩy, còn thiên ma cổ quốc bên trong những ma tộc kia cường giả chết sống, hắn căn bản chẳng muốn đi quản. Chết đạo hữu không chết bần đạo, đối với mình có lợi mới là trọng yếu nhất. Ma tộc ích kỷ ở La Tuấn trên người triển lộ nhìn một cái không sót gì. Tuân mệnh, Hổ Quan trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nháy mắt xoay người hướng về xa xa bay vút đi. Hư không vô tận bên trong. Hư không bảo thuyền đang ở cực tốc phi hành, bốn phía tràn đầy sáng chói hư không loạn lưu, biến ảo ra các loại thần bí khó lường cảnh tượng đi ra. Mà Hắc Ám Ma Tông sứ giả chính hợp Hắc Ám Lăng Tiêu đứng ở trên bong thuyền tán gẫu ngày. Lăng Tiêu cũng biết Hắc Ám Ma Tông tên thật, hắn tên là Vân Đàm, chính là Hắc Ám Ma Tông một vị đệ tử nội môn, đồng thời cũng là một vị thánh nhân lão tổ đệ tử ký danh. Vị kia thánh nhân lão tổ chính là Hắc Ám Ma Tông truyền công thái thượng trưởng lão, địa vị cao quý. Liền ngay cả Hắc Ám Ma Tông tông chủ gặp được,
cũng sẽ vô cùng tôn kính. Vân sư huynh, người có hay không có thông báo tông chủ cùng thái thượng trưởng lão? Hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên hỏi. Còn không có có, Lăng Tiêu sư đệ, hắc ám thánh thể can hệ trọng đại, căn bản tin tức không thể dò dỉ ra, bằng không của chúng ta lão đối đầu Quang Minh Ma Tông chắc là sẽ không để ngươi còn sống tiến nhập hắc ám Ma Tông, vì lẽ đó ta không có thông báo tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, có vấn đề gì không? Vân Đàm nhìn hắc ám Lăng Tiêu biểu hiện, có chút nghi ngờ hỏi. Vậy ta khuyên ngươi chính là mau mau thông báo đi, đón lấy con đường của chúng ta chỉ sợ sẽ không thái bình. Kỳ thực hắc ám thánh thể tin tức cần phải đã bị tiết lộ, ta hoài nghi La Tuấn bọn họ lẽ ra có thể đoán được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không thể nào, La Tuấn bọn họ coi như là có thể đoán được, nhưng cần phải cũng không dám phản bội tông môn. Bất quá ngươi nói đúng, xem ra là ta sơ sót, ta hiện tại liền liên hệ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Vân Đàm trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bất quá hắn nghe xong hắc ám Lăng Tiêu phía sau, nhất thời liền xoay người đi liên hệ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão rồi. Hắc ám Ma Tông sứ giả, đều có đặc thù đường dây liên lạc, bất quá không tới tính mạng du quan hoặc là có cái gì chuyện lớn bằng trời, người bình thường cũng sẽ không vận dụng. Lăng Tiêu nhìn hư không bảo thuyền ở ngoài, cái kia chút sáng chói hư không loạn lưu, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm từ đó truyền đến. Ầm ầm ầm, xa xa hư không loạn lưu bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, vô tận sáng chói thần quang bộc phát ra, phảng phất chiếu sáng bóng tối vô tận, trước mặt mọi người chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa thần quang. Một vị lưng mọc hai cánh, thân mặc áo bào trắng thân ảnh, xem ra vô cùng thánh khiết, khí thức khủng bố vô cùng, như ánh sáng giống như ngưng tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện ở hư không bảo thuyền trước mặt. Quang Minh Ma Tông người, đáng chết, Vân Đàm vừa rồi liên lạc với trong tông môn, nhất thời liền thấy trước mắt đạo thân ảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Áo bào trắng bóng người xem ra cùng nhân tộc khuôn mặt tương tự, chỉ là cả người bao phủ ở trong ánh sáng, khuôn mặt lãnh đạm mà kiêu ngạo, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắc ám Lăng Tiêu cùng Vân Đàm, trong ánh mắt có một dòng sát ý lạnh lẽo. Dĩ nhiên là một vị thánh nhân hóa thân, hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên. Không nghĩ tới Quang Minh Ma Tông dĩ nhiên phát động rồi một vị thánh nhân hóa thân đến chặn giết bọn họ. Hắn giờ khắc này càng thêm khẳng định, nhất định là La Tuấn đám người phản bội, bằng không Quang Minh Ma Tông người không thể tới nhanh như vậy. Đưa hắn giao ra đây, ta thả người đi. Quang Minh Ma Tông thánh nhân hóa thân lãnh đạm nói rằng, chỉ hướng hắc ám Lăng Tiêu. Đừng hòng, Vân Đàm cắn răng nói. Hắn giờ khắc này vô cùng vui mừng, cũng còn tốt hắn đã đem tin tức truyền về tới trong tông môn, nếu không thì chậm một chút nữa, liền không có bất kỳ cơ hội. Bởi vì vị này Quang Minh Ma Tông thánh nhân hóa thân vừa xuất hiện, nhất thời liền triển khai cường đại thánh đạo lực lượng, đem này một mảnh hư không loạn lưu đều bao phủ lại, ngăn cách tất cả tin tức truyền tống. Hết sức hiển nhiên, Quang Minh Ma Tông liền là hướng về phía hắc ám Lăng Tiêu tới. Thế nhưng, hiện tại Vân Đàm cần thời gian, cần phải đợi trong tông môn cường giả đến đây, nếu không thì nếu là ở tông môn cường giả đến trước khi tới. Hắc ám Lăng Tiêu liền chết ở thánh nhân hóa thân trong tay, chỉ sợ hắn Vân Đàm không chỉ vô công, còn phải gánh vác trong tông môn những thánh nhân kia lão tổ lửa giận. Đến thời điểm, Vân Đàm nói không chắc trực tiếp chính là tan xương nát thịt kết cục. Vân Đàm ổn định tâm thần một chút, nhìn trước mắt thánh nhân hóa thân, chắp tay thi lễ nói, tham kiến tiền bối vì sao phải ngăn cản đường đi của chúng ta. Vị này Lăng Tiêu sư đệ chỉ là còn không có nhập môn đệ tử mới, đối với tiền bối e sợ căn bản không hề có tác dụng. Tiền bối như là cần người tay, không bằng ngày khác ta cho tiền bối đưa tới mấy chục hơn trăm cái làm sao. Vân Đàm đem tư thái thả rất thấp, cũng hết sức cung kính, đồng thời trong lòng ở cấp tốc suy nghĩ, chính là vì nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Không muốn tốn nhiều nước miếng, ta biết hắn là hắc ám thánh thể, hắc ám ma tông bị chúng ta Quang Minh ma tông ép lâu như vậy, liền không nên nghĩ ra mặt. Hôm nay, hắn nhất định phải đi theo ta, ngươi như là dám cản ta, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Thánh nhân hóa thân lãnh đạm nói rằng, quanh người hắn khí tức mênh mông như biển, trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt. Chương 1413, hắc ám phá hư thánh phù. Quang Minh Ma Tông cùng hắc ám Ma Tông tự nhiên trên đối lập, hai tông giáo lý trời sinh cũng không giống nhau. Quang Minh Ma Tông cho rằng Quang Minh chính là ma đạo bản nguyên, cũng là vô lượng chúng sinh, ngàn tỷ ma tộc sinh ra nơi, mà hắc ám Ma Tông nhưng là cho rằng ma tộc tự trong bóng tối đến, hướng về trong bóng tối đi, tất cả bắt nguồn từ hắc ám. Tất cả rốt cục hắc ám. Quang Minh Ma Tông cùng hắc ám Ma Tông đối lập nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bất phân thắng bại, đối phương thực lực này xấp xỉ. Thế nhưng từ khi một triệu năm trước, Quang Minh Ma Tông có một vị tuyệt thế thiên kiêu ngang trời xuất thế, chấn áp ma giới đông đảo thiên tài, quét ngang vô địch, chấm dứt thay thiên tư trở thành bây giờ Quang Minh Ma Tông giáo chủ phía sau, Quang Minh Ma Tông cũng đã bắt đầu mơ hồ áp chế hắc ám Ma Tông.
Vì lẽ đó Hắc Ám Ma Tông này mấy năm mới có thể không tiếc đánh đổi nghĩ phải tìm Hắc Ám Thánh Thể, muốn cùng vị kia Quang Minh Ma Tông giáo chủ chống chọi. Càng có nghe đồn, Quang Minh Ma Tông cái vị kia tuyệt đại giáo chủ, là qua nhiều năm như vậy nhất có hy vọng chứng đạo thành đế thiên tài tuyệt thế. Hắc Ám Ma Tông có thể tưởng tượng, một khi vị kia giáo chủ chứng đạo thành đế, lấy Quang Minh Ma Tông cùng Hắc Ám Ma Tông nước lửa không dung trạng thái, hắn nhất định sẽ không chút do dự diệt Hắc Ám Ma Tông đạo thống. Hắc Ám Ma Tông một mực tìm kiếm Hắc Ám Thánh Thể, thế nhưng Quang Minh Ma Tông đồng dạng cũng ở toàn bộ phương diện chèn ép Hắc Ám Ma Tông, một khi có Hắc Ám Thánh Thể tin tức truyền đến, Quang Minh Ma Tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều động cường giả đến giết chết. Vân Đàm trong lòng kêu khổ liên tục, trước mắt cái này lão giả áo bào trắng mặc dù chỉ là một bộ thánh nhân hóa thân, thế nhưng hắn lại biết, e sợ vị kia thánh nhân bản thể cũng đang hướng về bên này tới rồi. Tiền bối, vị này Lăng Tiêu sư đệ không thể giao cho ngươi, đắc tội rồi. Vân Đàm cắn răng nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chỉ muốn tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi trong tông môn cường giả khởi nguồn. Hư không bảo thuyền ánh sáng óng ánh, bị Vân Đàm thôi thúc đến rồi cực hạn, chiếc này hư không bảo thuyền chính là bán thánh chi bảo, có cực mạnh sức phòng ngự, bằng không không có khả năng qua lại hư không. Vân Đàm chỉ chờ mong hư không bảo thuyền có thể tận lực ngăn trở thánh nhân phân thân, bằng không bọn họ hôm nay sợ rằng thật sự liền muốn nguy hiểm. Từng đạo màu đen phù văn bốc lên, sương mù tràn ngập, đem trọn tòa hư không bảo thuyền đều bao phủ lại, đồng thời có đạo đạo thiểm điện bốc lên, hướng về đạo kia thánh nhân phân thân lướt đi. Không biết sống chết, lão giả áo bào trắng vẻ mặt lãnh đạm, trong con người phảng phất có vô lượng quang tỏa sáng, một mảnh hào quang óng ánh che ngập bầu trời mà đến, ẩn chứa cực kỳ mênh mông sức mạnh to lớn. Trước mắt khói đen nháy mắt hiên diệt ra, cái kia chút màu đen phù văn cũng đều là nháy mắt hóa thành hư vô. Hào quang óng ánh rơi ở trên hư không bảo trên thuyền, nhất thời bạo phát ra còn như lôi đình vậy nổ vang. Ầm ầm, hư không bảo thuyền đều đang kịch liệt rung động, phảng phất có chút không thể chịu đựng lão giả áo bào trắng nguồn sức mạnh kia. Chết tiệt, Vân Đàm sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mắt cái này lão giả áo bào trắng mặc dù chỉ là thánh nhân phân thân, thế nhưng thực lực của bản thân cũng là cực kỳ khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Như là hư không bảo thuyền bị đánh nát, e sợ căn bản không cần lão giả áo bào trắng ra tay. Bọn họ đều sẽ bị khủng bố hư không loạn lưu xé nát, hài cốt không còn. Cho ta phá, Vân Đàm cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ đau lòng vẻ mặt, trong tay xuất hiện một đạo màu đen cốt phù xoay tròn, lưu động cực kỳ thần bí thánh huy, phảng phất là hắc ám bản nguyên, để bốn phía hư không đều có chút rung động lên. Chỉ thấy cốt phù nháy mắt xông lên tận trời, ở hư không loạn lưu bên trong nở rộ ra, vô tận màu đen thần quang hướng về bốn phương tám hướng yên diệt ra. Ở trên hư không bảo thuyền xuất hiện trước mặt một chỗ hắc động thật lớn. Bị lão giả áo bào trắng lĩnh vực giam cầm hư không nháy mắt bể ra, hư không bảo thuyền phảng phất như là nháy mắt khôi phục tự do, trực tiếp xông về phía cái kia mảnh trong hố đen. Hắc ám phá hư thánh phù, cái kia lão giả áo bào trắng trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút ngưng trọng lên. Hắc ám phá hư thánh phù, chính là hắc ám ma tông bên trong một vị cực kỳ khủng bố thánh nhân lão tổ luyện chế. Trong truyền thuyết có thể phá toái hư không, bùng nổ ra thánh nhân một đòn. Coi như là lão giả áo bào trắng cũng là không thể không gấp nhanh lùi về sau ra, đồng thời quanh thân thánh huy tràn ngập, thánh lực bốc lên, cật lực chống chọi cái kia mảnh hắc ám sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không bảo thuyền tiến vào trong hố đen, biến mất ở hư không loạn lưu. Người chạy không thoát, lão giả áo bào trắng ánh mắt sâu u, ở chặn lại rồi hắc ám phá hư thánh phủ sức mạnh phía sau, tương tự là bóng người lóe lên. Trực tiếp biến mất ở hư không loạn lưu bên trong. Ầm ầm, đây là một mảnh mênh mông sơn mạch, từng tòa cao lớn núi cao xuyên thẳng mây xanh, màu đen mây mù bao phủ, phảng phất còn có lôi đình ở trong mây mù đan dệt. Hư không bảo thuyền từ trong hư không vọt ra, đồng thời cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ dị, vừa rồi nhìn thấy cái kia lão giả áo bào trắng ra tay, hắn thu hoạch rất nhiều, phảng phất trong cơ thể có một loại sức mạnh thần bí nào đó đang thức tỉnh. Thánh nhân quả nhiên khủng bố, coi như chỉ là một đạo thánh nhân phân thân, cũng căn bản không phải thông thường ma thần vương có thể chống lại. Vân Đàm thực lực cực mạnh, thế nhưng e sợ cả kia cái lão giả áo bào trắng một chiêu đều không chống đỡ được. Lăng Tiêu sư đệ, chờ một lát ta nghĩ biện pháp dẫn đi lão giả kia chú ý, ngươi trước chạy trốn, hướng về Hắc Ám Ma Tông phương hướng, giáo chủ cùng chư vị trưởng lão nhất định sẽ tới tiếp ứng của ngươi. Vân Đàm nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một chút, cắn răng nói. Hắc ám Lăng Tiêu có chút bất ngờ nhìn Vân Đàm một chút, ma tộc gian trá giảo hoạt, vì tư lợi hắn đã thường thấy, đột nhiên nhìn thấy Vân Đàm lại muốn vì hắn chống đối thánh nhân phân thân, hắn còn có chút không quen. Vân Đàm sư huynh,
chúng ta chỉ sợ là không đi được. Hắc ám lăng tiêu cười nhạt một cái nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa ra, vòm trời bên trên nháy mắt xuất hiện một cái to lớn quang động, ánh sáng vô tận dâng lên ra, phảng phất có thần bí tiên âm quanh quẩn. Một đạo cực kỳ kinh khủng bóng người từ trời rơi xuống, mặc dù coi như cũng không cao to lắm, nhưng này loại khí tức kinh khủng dĩ nhiên để bốn phía hư không đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Kinh khủng lĩnh vực hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, phảng phất không gian đều vào đúng lúc này dừng lại lên. Vân Đàm sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn có một tia không giấu được vẻ sợ hãi. Thánh nhân phủ xuống, không phải thánh nhân phân thân, mà là chân chính thánh nhân phủ xuống. Vì chu diệt hắc ám thánh thể, Quang Minh Ma Tông không tiếc phát động rồi một vị chân chính thánh nhân. Cái kia cũng là một cái ông lão mặc áo bào trắng, lưng mọc hai cánh, râu tóc bạc phơ, con ngươi quang lạnh lùng, xem ra cao cao tại thượng, cả người đều tản ra một luồng khí tức thánh khiết, đem hắc ám lăng tiêu, chư cương liệt cùng Vân Đàm khóa chặt lên. Hắc ám thánh thể, đáng chém. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động, cái kia lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, một trường ngang trời hướng về lăng tiêu đám người đánh tới. Chương 1414, Hồn Thiên Đại Thánh. Thánh nhân tham diễn thiên địa đại đạo, giáo hóa chúng sinh, tự thành lĩnh vực, miệng ngậm thiên hiến, đến chỗ chúng sinh thần phục, vạn linh cúi đầu. Vì lẽ đó đối mặt lão giả áo bào trắng một đòn, bất kể là hắc ám lăng tiêu vẫn là Vân Đàm, trong lòng thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị vùng thế giới này từ bỏ. Ầm ầm, hư không bảo thuyền ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra, chỉ là cái kia một dấu bàn tay dư âm, đều để nó không thể chịu đựng. Hắc ám lăng tiêu, chư cương liệt, Vân Đàm đứng ở đại địa bên trên, ngước nhìn vòm trời bên trên cái kia một đạo to lớn trưởng ấn, giống như là run rế ngước nhìn thần long giống như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Thánh nhân thì lại làm sao? Coi như là thánh nhân cũng đừng nghĩ để ta khuất phục. Hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt nổ bắn ra hào quang rừng rực, ánh mắt của hắn sắc bén, cả người đều có vẻ cực kỳ kiêu căng khó thuần, khắp toàn thân bắt đầu phun trào khỏi từng đạo cực kỳ kinh khủng khí tức hắc ám. Ầm ầm, phía sau hắn màu đen thần quang bốc lên, nhất thời để thiên địa biến sắc, vô tận lôi quang bốc lên, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông lôi đạo lĩnh vực. Đây là bản nguyên lôi quang, ở thánh nhân một trường áp bức bên dưới, phảng phất bắt đầu lột xác, đồng thời bạo phát ra một luồng để thiên địa đều biến sắc sức mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả, lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cái kia mảnh màu đen lôi quang hắn tuy rằng cũng không nhận ra, nhưng cũng để hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt uy hiếp. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hoang đường, hắc ám lăng tiêu bất quá chỉ là ma thiên cảnh viên mãn tu vi, liền ma thần vương đều không phải là, dĩ nhiên sẽ để hắn cảm giác được uy hiếp. Hắn cùng hắc ám lăng tiêu sự chênh lệch, so với thần long cùng run dế sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Ầm ầm ầm, thế nhưng cái kia mảnh mênh mông bản nguyên lôi quang, phảng phất vào đúng lúc này cùng bốn phía thiên địa đều dung hợp lại cùng nhau, mênh mông lực lượng pháp tắc bộc phát ra, bỗng nhiên cùng lão giả áo bào trắng một trường kia va chạm vào nhau. Màu đen cùng màu trắng va chạm, giống như là sáng chói mặt trời nổ ra, vô tận thần quang quét sạch tứ phương. Chư cương liệt cùng Vân Đàm nguyên bản cũng đã có chút tuyệt vọng, nhưng là bọn hắn bỗng nhiên phát hiện trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một mảnh cực kỳ mênh mông hố đen. Cái kia mảnh hố đen lượn lờ vô tận lôi quang, dĩ nhiên đem lão giả áo bào trắng một trường kia sức mạnh toàn bộ cắn nuốt. Mà lăng tiêu chân đạp hố đen, quanh thân ma khí bốc lên, sợi tóc màu đen múa tung, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ khí thế cuồng dã. Trong hố đen sức mạnh tích trữ đến rồi cực hạn, dĩ nhiên vào đúng lúc này tất cả đều rót vào đến rồi hắc ám lăng tiêu trên người, thôi động hắn khí tức bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Ma thần vương, đột phá đi. Hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, chỉ nghe hắn bạo quát một tiếng, nhất thời quanh người hắn khí tức kinh khủng vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Mà tu vi của hắn cũng là nháy mắt từ ma thiên cảnh viên mãn, trực tiếp đột phá đến rồi ma thần vương cảnh giới. Ai ya, chủ nhân chính là chủ nhân, tình huống như thế còn có thể để hắn đột phá. Chư cương liệt miệng đều trương đắc rất lớn, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, tự lẩm bẩm. Lăng tiêu sư đệ. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vân Đàm cũng là cười khổ một tiếng, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn không nghĩ tới vị này lăng tiêu sư đệ dĩ nhiên hùng hổ như vậy, tuy rằng hắn không biết bản nguyên lôi quang là loại lực lượng nào, thế nhưng dám ở mượn một vị thánh nhân sức mạnh trợ chính mình đột phá, này bản thân liền là một cái kỳ tích. Dù sao, không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục. Không hổ là hắc ám thánh thể, lại dám mượn ta sức mạnh đột phá, người vừa rồi bùng nổ hẳn là thiên phú nào đó thần thông chứ.
bản tọa đối với ngươi cũng thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Lão giả áo bào trắng cũng bị khí nở nụ cười, nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Vèo, hắn lại là lấy tay hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu chụp tới, mới vừa bản nguyên lôi quang kích phát rồi hắn tò mò trong lòng, giờ khắc này càng thêm khẩn cấp muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu bắt sống tới, nghiên cứu một chút bản nguyên lôi quang sức mạnh. Đáng tiếc, chậm, Hắc Ám Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn đã cảm thấy một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, nhanh chóng xuyên thủng hư không bạo phát ra. Hắc Ám Ma Tông trợ giúp, cuối cùng đã tới. Dám bắt đệ tử của lão phu, là ai cho ngươi lá gan? Một đạo uy nghiêm mà thanh âm bá đạo ở trong hư không nổ ra, tản ra cực kỳ kinh khủng sát khí. Ầm ầm ầm, cực kỳ kinh khủng ma quang bốc lên, một đạo kinh khủng quyền ấn phá mở hư không, bỗng nhiên hướng về lão giả áo bào trắng đánh tới. Hồn Thiên Đại Thánh, lão giả áo bào trắng cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng, tương tự là một trưởng vỗ ra. Ầm, cái kia một đạo màu đen quyền ấn nổ ra, trực tiếp đem đầy trời ánh sáng quét ngang hết sạch, sau đó bể nát lão giả áo bào trắng trưởng ấn, trực tiếp đưa hắn đánh bay mấy ngàn trượng, hung hăng đập vào xa xa mấy chục tòa núi cao bên trong, đem cái kia mấy chục tòa núi cao đều vỡ thành bột mịn. Một người mặc áo giáp màu đen, khí tức kinh khủng khôi ngô đại hán từ trong hư không cất bước ra, trong mắt của hắn bên trong tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt, cả người đều có vẻ cực kỳ cuồng dã. Nguyên bản ở Hắc Ám Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Vân Đàm trong cảm giác, lão giả áo bào trắng giống như là một viên sáng chói mặt trời, phảng phất là vùng thế giới này trung tâm. Thế nhưng cái này trên người mặc áo giáp đại hán xuất hiện phía sau, nhất thời lão giả áo bào trắng phong thái trở nên cực kỳ ảm phai nhạt. Cái này đại hán giống như là vĩnh hằng soi sáng ma giới ma dương, bất hủ mà mênh mông. Hắn chính là Hồn Thiên Đại Thánh, Hắc Ám Ma Tông tối cường giả một trong. Lão giả áo bào trắng hoàn toàn biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới Hắc Ám Ma Tông phản ứng đã vậy còn quá nhanh, Hồn Thiên Đại Thánh nhanh như vậy tự xuất động, xem như vậy chỉ sợ hắn hôm nay là giết không được Lăng Tiêu. Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, đây chính là Hắc Ám Thánh Thể A, một khi tiến vào Hắc Ám Ma Tông phía sau, đợi một thời gian nhất định là Quang Minh Ma Tông đại họa tâm phúc. Thế nhưng hắn cũng biết, như là hắn không đi nữa, chỉ sợ hắn tự thân đều phải gãy ở đây. Hồn Thiên Đại Thánh danh hiệu, đã sớm vang dội toàn bộ ma giới. Hồn Thiên Đại Thánh, cáo từ, lão giả áo bào trắng đúng là cũng rất thức thời, thật sâu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một chút phía sau, nháy mắt quanh thân ánh sáng phun trào, thánh huy tràn ngập. Liền muốn biến mất ở vùng hư không này bên trong. Tổn thương ta Hắc Ám Ma Tông đệ tử, không lưu lại chút gì liền muốn đi. Hồn Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, chớp mắt 10 triệu dặm, dĩ nhiên đi thẳng đến áo bào trắng trước mặt ông lão, sau đó một quyền đảo ra. Răng rắc, màu đen thiểm điện bạo phát, lão giả áo bào trắng hoàn toàn biến sắc, đem hết toàn lực chống đối, quanh thân thánh huy đều bạo phát đến rồi cực hạn, nhưng vẫn là bị Hồn Thiên Đại Thánh chặt đứt một căn cánh tay, đẫm máu trời cao. Hồn Thiên Đại Thánh, nhà ta giáo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi chắc chắn phải chết. Lão giả áo bào trắng giống giận một tiếng, không lo được cái kia một căn cánh tay, nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Ta chờ, Hồn Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Chương 1415, Hắc Ám Ma Tông. Hồn Thiên Đại Thánh cũng có chút tiếc nuối, không có đem lão giả áo bào trắng lưu lại, dù sao lão giả áo bào trắng thực lực không yếu. So với hắn cũng chỉ là mạnh hơn một tầng thôi. Đến rồi thánh cảnh phía sau, có thể nói là thần thông quảng đại, nắm giữ thân thể bất tử, coi như là đem thân thể chém thành ngàn vạn khối, nguyên thần nát tan, cũng có thể nhỏ máu trọng sinh, niệm động phục hồi như cũ. Vì lẽ đó Hồn Thiên Đại Thánh cũng không thể đem lão giả áo bào trắng lưu lại, chỉ là để lại hắn một căn cánh tay thôi. Cái kia một căn cánh tay, xem ra óng ánh trong suốt, còn như thủy tinh giống như vậy, tản ra cực kỳ bàng bạc thánh lực, thần bí khó lường. Hồn Thiên Đại Thánh đem cái kia căn cánh tay cất đi, sau đó ánh mắt rơi vào Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Vân Đàm trên người, đặc biệt là thấy được Hắc Ám Lăng Tiêu phía sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta trước tiên về tông môn. Hắn không nói lời nào liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Vân Đàm cuốn lên, sau đó nháy mắt biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Chờ Hắc Ám Lăng Tiêu lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Từng tòa huyền không sơn phong phiêu phù ở Lăng Tiêu trước mặt, khí thế bàng bạc, đồng thời tản ra màu đen ma quang, vô cùng mênh mông. Những huyền không sơn kia trên đỉnh, có thật nhiều cổ xưa cung điện, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ẩn hiện, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ở tại huyền không sơn trên đỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà vùng đất xa xa bên trên, nhưng là có từng tòa thành lớn vụt lên từ mặt đất, có vô số ma tộc cường giả,
lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít. Đây là một mảnh thế giới xa lạ, Hắc Ám Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ở đây không phải ma giới. Hồn Thiên Đại Thánh mang theo Hắc Ám Lăng Tiêu ba người, đi tới một tòa huyền không sơn trên đỉnh, ở đây đã ở vào chỗ trung tâm, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ma thần vương cường giả dĩ nhiên là tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả thánh nhân cũng không kỳ lạ. Lăng Tiêu có thể nhận biết được, chung quanh đây thánh nhân cường giả chí ít đều có 10 tôn trở lên. Xem ra, nơi này chính là Hắc Ám Ma Tông tông môn đất. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma giới 10 tông, cũng không tại ma giới bên trong, mà đều có tự thân độc lập tiểu thế giới, thậm chí đều bị tế luyện thành dường như pháp bảo giống như tồn tại, vô cùng an toàn, coi như là thánh nhân xông tới đều là chắc chắn phải chết kết cục. Ma giới 10 tông sức mạnh cực kỳ khủng bố, hầu như đều là ma đế đạo thống. Chỉ có từng gia đại đế cấp bậc cường giả, mới có đầy đủ gốc gác trở thành một phương bất hủ thánh địa. Người gọi Lăng Tiêu sao? Quả nhiên là Hắc Ám Thánh Thể. Hồn Thiên Đại Thánh nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt phảng phất có tia sáng kỳ dị, đem Lăng Tiêu khắp toàn thân đều nhìn thấu. Hắn có thể đủ cảm giác được, Lăng Tiêu trên người quả thật có Hắc Ám bản nguyên tồn tại, nhất định là Hắc Ám Thánh Thể không thể nghi ngờ, nhưng hắn nhưng lại không biết Hắc Ám Lăng Tiêu trên người Hắc Ám bản nguyên, trên thực tế là đến từ chính bản nguyên ma cốt. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng sớm đã quyết định đâm lao phải theo lao, vì lẽ đó cũng không có đối với Hồn Thiên Đại Thánh giải thích, cười nhạt một cái nói, hồi đáp tiền bối, tại hạ chính là Lăng Tiêu. Vân Đàm hướng về Hồn Thiên Đại Thánh rất cung kính thi lễ một cái nói, bái kiến sư tôn, nhờ có sư tôn đúng lúc chạy tới, nếu không thì đệ tử liền không thấy được sư tôn. Vân Đàm, ngươi làm rất tốt, lần này có thể đem Lăng Tiêu mang về, ngươi lập công lớn. Cố gắng tu luyện đi, chờ ngươi đột phá đến rồi bán thánh phía sau. Ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Hồn Thiên Đại Thánh hài lòng nhìn Vân Đàm một cái nói. Đa tạ sư tôn, Vân Đàm nhất thời liền kích động, trong ánh mắt tràn đầy không đè nén được vẻ hưng phấn. Hắn tuy rằng hết sức may mắn bị Hồn Thiên Đại Thánh thu làm đệ tử ký danh, thế nhưng Hồn Thiên Đại Thánh đệ tử ký danh không có 1000 cũng có 800, thế nhưng đệ tử thân truyền cũng chỉ có 3 người thôi, có người nói cái kia 3 vị đệ tử thân truyền đều là bán thánh đỉnh cao, sẽ phải chứng đạo thành thánh thiên tài tuyệt thế. Hồn Thiên Đại Thánh lại nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu, người có thể nguyện trở thành ta người thứ 4 đệ tử thân truyền. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không chút do dự nói rằng, ta mong muốn, đệ tử Lăng Tiêu bái kiến sư tôn. Trước, Hắc Ám Lăng Tiêu đã hướng về Vân Đàm nghe ngóng, Hồn Thiên Đại Thánh ở Hắc Ám Ma Tông địa vị cực cao, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, coi như là Hắc Ám Ma Tông giáo chủ thấy đến, cũng phải hô một tiếng sư thúc. Hắc Ám Lăng Tiêu mặc dù biết Hồn Thiên Đại Thánh sở dĩ dẫn hắn tới nơi này, khẳng định chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn giành trước đưa hắn thu làm đệ tử, dù sao Hắc Ám Thánh Thể xuất thế, chỉ sợ không chỉ là giáo chủ, liền ngay cả những thứ khác Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ động lòng. Đối với Hắc Ám Lăng Tiêu tới nói, Hắc Ám Ma Tông chỉ là một ván cầu, bái ai là thầy đều không có gì khác biệt, hơn nữa Hồn Thiên Đại Thánh tốt xấu còn cứu hắn. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Lăng Tiêu đồ nhi, ngươi nếu bái ta làm thầy, vậy vi sư liền tặng ngươi nhất tông tạo hóa, cũng coi như là lễ ra mắt của thầy. Hồn Thiên Đại Thánh cũng là hết sức cao hứng, nhất thời cười ha ha một tiếng nói. Bù, Quang Minh Ma Tông vị này thánh nhân cánh tay bị hắn lấy ra, Hồn Thiên Đại Thánh trên lòng bàn tay, ngọn lửa màu đen bốc lên, như lưu ly giống như cánh tay dĩ nhiên chậm rãi hòa tan lên, bắt đầu ngưng tụ ra một viên sáng chói hạt châu, ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc. Hạt châu kia nháy mắt liền bay vào đến rồi Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể, hóa thành cực kỳ mênh mông sức mạnh, dĩ nhiên thôi động tu vi của hắn chậm rãi tăng cường lên. Ngươi tuy rằng tiếp nhận thánh nhân sức mạnh mạnh mẽ đột phá, nhưng là căn cơ không khỏi bất ổn, vi sư đem cánh tay kia luyện hóa thành viên này thánh châu, chỉ cần ngươi đưa nó hoàn toàn luyện hóa, không chỉ tu vi của ngươi có thể vững chắc, còn có thể trợ ngươi nhanh chóng tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Hồn Thiên Đại Thánh giải thích, Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xuống, đã ở luyện hóa viên kia thánh châu lực lượng, mà một bên Vân Đàm khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Đây chính là thánh nhân cánh tay, thánh nhân cả người là bảo. Coi như là một cánh tay cũng ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, bất quá Hồn Thiên Đại Thánh đã đem thánh nhân ý chí xóa đi, hóa thành tinh khiết nhất thánh đạo lực lượng, đối với Hắc Ám Lăng Tiêu trợ giúp là cực kỳ to lớn. Ngay ở Hắc Ám Lăng Tiêu luyện hóa thánh châu thời điểm, Hắc Ám Ma Tông các bá chủ đều là nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Nhưng là bọn hắn đã định trước phải thất vọng, Hồn Thiên Đại Thánh đã giành trước một bước đem Lăng Tiêu thu vào môn hạ. Ta đã giành trước bản thể một bước, bất quá bản thể hẳn rất nhanh cũng muốn đi vào chiến thần điện bên trong. Theo bản thể thực lực tăng lên, vô tự thiên thư bại lộ nguy hiểm cũng càng ngày sẽ càng lớn. Xem ra ta phải muốn ồn ào ra điểm động tĩnh lớn đến, để Lăng Tiêu danh tự này vang vọng toàn bộ ma giới, có lẽ có thể giúp bản thể nhiều hấp dẫn một ít ánh mắt.
Hắc Ám Lăng Tiêu một bên ở luyện hóa Thánh Châu, một bên âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ không có sử dụng dùng tên giả, mà là đường hoàng chính đại sử dụng Lăng Tiêu danh tự này, liền là muốn hấp dẫn thần giới cái kia chút hữu tâm nhân chú ý, tốt nhất có thể để cho bọn họ cho rằng Lăng Tiêu đã đến ma giới, như vậy là có thể giảm bớt Lăng Tiêu bản thể áp lực. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ, đón lấy hắn liền phải cố gắng tu luyện, ở Hắc Ám Ma Tông bên trong đứng vững gót chân, đi cùng cái khác ma giới 10 tông thiên tài hội chiến, tốt nhất có thể để thanh danh của hắn truyền vào trong thần giới. Chương 1416, 60 năm thi đấu bắt đầu. Thần giới chiến thần học viện, chiến thần tháp tầng thứ 8. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết sôi trào, từng đạo thần quang như kiếm khí giống như từ Lăng Tiêu toàn thân bên trong dâng lên ra, hắn chính là từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Ở sau người hắn, một vị bất hủ bóng người phảng phất chân đạp hỗn độn, lượn lờ vô tận tinh hà, cũng mà còn có một cái màu vàng thần long quay quanh, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đó là bất diệt chiến thể cùng thần long chi thể sức mạnh, giờ khắc này ở Lăng Tiêu trên người phảng phất đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng. Bùm bùm, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, quanh thân như giang đậu giống như nổ vang, trong ánh mắt của hắn phong mang óng ánh, khí tức cường đại vô cùng. Hắc ám phân thân đã tiến vào Hắc ám ma tông sao? Xem ra ta cũng phải tăng nhanh thời gian, Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, tuy rằng không phải cùng chỗ nhất giới, thần giới cùng ma giới cách xa nhau vô tận thời không. Nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể nhận biết được Hắc Ám phân thân trạng thái, cũng biết Hắc Ám phân thân đã thông qua Lục Thần Đại Hội tiến vào ma giới 10 tông một trong Hắc Ám Ma Tông. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma giới 10 tông, cái kia cùng thần giới 12 bất hủ thánh địa cơ hồ là ngang hàng tồn tại, thậm chí càng cường hãn hơn. Dù sao, ma giới 10 tông đều là đại đế đạo thống, mà 12 bất hủ thánh địa cũng chỉ có bộ phận là đại đế đạo thống, những thứ khác gốc gác vẫn là phải yếu hơn không ít. Lăng Tiêu cũng muốn nắm chặt tiến vào chiến thần điện bên trong. Đi qua này hơn 2 tháng tu luyện, Lăng Tiêu thân thể lại tăng cường rất nhiều, bất diệt chiến thể khoảng cách tầng thứ 5 cũng rất gần. Ở tầng thứ 8 hơn 1.000 lần trọng lực bên dưới, Lăng Tiêu đã là linh hoạt tự nhiên hành động, có thể cực tốc chạy trốn, thậm chí là diễn luyện quyền pháp thần thông. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có đi khiêu chiến tầng thứ 9 3.000 lần trọng lực, bởi vì 60 năm thi đấu muốn bắt đầu. Chiến thần học viện 60 năm thi đấu chính là một đại thịnh sự. Đông đảo đệ tử cũng vậy tỉ thí, thiên tài va chạm, đều là những thanh niên nhiệt huyết này mong đợi nhất sự tình. Lăng Tiêu rời đi chiến thần tháp, Huyền Vương, Diệp Lương thần đám người đã chờ ở chiến thần tháp ở ngoài. Đại ca, người cuối cùng là đi ra, 60 năm thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không tính tham gia đây. Diệp Lương thần thấy được Lăng Tiêu phía sau, nhất thời nới lỏng mở miệng tức giận nói. Ta vẫn chờ làm thịt Lưu Võ tên khốn kia, làm sao có khả năng từ bỏ 60 năm thi đấu. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn có thể đủ nhìn ra, Huyền Vương cùng Diệp Lương thần đám người tu vi tăng lên đều rất nhanh, chủ yếu là chiếm được Lăng Tiêu cung cấp thánh dịch tiện lợi. Huyền Vương cùng Doãn Thiên Thông cũng đã là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, mà Diệp Lương thần cùng Phong Nhã cũng đều là đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Ngăn ngắn thời gian 3 năm, tu vi của bọn họ có thể tăng lên tới cảnh giới như vậy, đã để chiến thần học viện cái kia chút đệ tử cũ con người đều sắp trừng ra ngoài. Đi, ha ha ha. Đại ca, lần này chúng ta cũng chờ ngươi quét ngang quần hùng, đăng lâm tiềm long bảng đầu. Diệp Lương thần hăm hở cười nói. Không sai, cái gì thiên cương, cái gì lưu võ, cái gì chín đại vương giả, hết thảy đều chém. Lừa đen cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn hét lớn. Huyền Vương cũng là cười nhạt, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có kinh ngạc, có cảm khái, cũng có chờ mong. Nàng có linh cảm, có lẽ một lần này 60 năm thi đấu phía sau, Lăng Tiêu liền sẽ thật sự bước vào thiên tài tuyệt thế hàng ngũ. Ẩn núp thời kỳ đi qua, đón lấy chính là cực điểm óng ánh, quét ngang tất cả. Hắn có lẽ sẽ khai sáng một thời đại mới. Mọi người đồng thời hướng về thần chiến võ đài đi. Một lần này 60 năm thi đấu, ngay ở thần chiến võ đài cử hành. Chiến thần học viện trung ương nhất, một mảnh kia sân rộng mênh mông bên trên, đã xuất hiện 9 tòa thần chiến võ đài, tản ra cổ xưa cường đại khí tức. Trên quảng trường lần lượt từng bóng người hăng hái, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Chiến thần học viện đệ tử hầu như toàn bộ đều đến. 60 năm thi đấu, là chiến thần học viện thịnh hội, mà tiềm long bảng 9 người đứng đầu, trong mắt mọi người 9 đại vương giả thì lại là tất cả người mong đợi nhất tiêu điểm vị trí. Bất quá hôm nay, ngoại trừ 9 đại vương giả ở ngoài, còn có một người hấp dẫn mọi người ánh mắt, đó chính là Long Ngạo Thiên. Cái này 3 năm trước tiến vào chiến thần học viện đệ tử, thái hư thí luyện người đứng đầu, lấy tuyệt thế phong thái tăng nhanh như gió, quét ngang tất cả, trực tiếp đột phá đến rồi thiên thần cảnh viên mãn. Càng là ở thần ma không gian bên trong chém liên tục ma tộc cường giả,
đánh bại Chiến Thần Học Viện cùng Bá Vương Học Viện đông đảo thiên tài, thậm chí còn đánh bại chín đại vương giả một trong Lưu Võ. Mọi người đã cho rằng Long Ngạo Thiên có tiến nhập chín đại vương giả thực lực, mà khác biệt chính là Long Ngạo Thiên có thể ở chín đại vương giả bên trong xếp tới tên thứ mấy. Vì lẽ đó Lăng Tiêu cùng Huyền Vương đám người xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, nhất thời liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Hắn chính là Long Ngạo Thiên, xem ra khí tức cũng không giống như Cường A, cũng không biết hắn là thế nào đánh bại Lưu Võ Sư Huynh. Có người tò mò nhìn Lăng Tiêu nói, các ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài lừa, Long Ngạo Thiên tu luyện bất diệt chiến thể, có người nói đã đạt đến tầng thứ tư ngũ tạng thần cung cảnh giới, thân thể khủng bố vô cùng, ta tận mắt hắn cùng Lưu Võ Sư Huynh trận chiến đó, quá kinh khủng. Không sai, truyền thuyết Lưu Võ Sư Huynh ở một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được thánh nhân truyền thừa, lần này nghĩ phải quay về tranh cướp Tiềm Long bảng đầu, chính là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, không nghĩ tới lại bị Long Ngạo Thiên đánh bại. Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên cũng có đoạt giải quán quân tiềm lực hay sao? Tranh cướp Tiềm Long bảng đầu chỉ sợ tiểu tử này thiếu chút nữa. Dù sao chín đại vương giả bên trong, Lưu Võ chỉ là xếp hạng thứ 9 thôi, trước mặt cái kia 8 vị sư huynh sư tỷ cũng không phải ngồi không. Đặc biệt là Thiên Cương Đại Sư Huynh, đây chính là đã từng đánh bại Bá Vương Học Viện Kim Cương, Đại Chu Học Viện Cơ Nguyên Long, căn bản không phải Long Ngạo Thiên có thể so sánh. Không sai, Thiên Cương Đại Sư Huynh nói không chắc đã đột phá đến rồi thần vương cảnh cũng không nhất định. Kha kha, bất kể như thế nào, lần này nhất định là một phen long tranh hổ đấu, thực sự là chờ mong a. Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kích động. 60 năm thi đấu bên trong. Chẳng những có cực kỳ phần thưởng phong phú, hơn nữa quan trọng nhất là có thể cùng đông đảo sư huynh luận bàn đại chiến, thậm chí có thể nhìn thấy trong ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi chín đại vương giả. Hơn nữa, 60 năm thi đấu phía sau, Tiềm Long bảng trước mặt mấy vị kia sư huynh liền muốn đi vào đến chiến thần điện. Mọi người phía trước nhất, đứng cạnh vài đạo khí tức cường đại bóng người, nữ có nam có, từng cái hoặc là khí vũ hiên ngang, hoặc là khí chất xuất trần, trong ánh mắt phảng phất có như thực chất thần mang bắn ra. Bọn họ chính là chín đại vương giả trong mấy người, giờ khắc này cũng là thấy được Lăng Tiêu thân ảnh, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Chín đại vương giả trước đều ở bên ngoài tu luyện, có ở bí cảnh thám hiểm, có ở săn giết ma tộc, trên căn bản đều không có ở trong học viện, vì lẽ đó hầu như đều là lần đầu tiên gặp được Lăng Tiêu. Bọn họ cũng rất tò mò, cái này gọi là Long Ngạo Thiên gia hỏa là thế nào đem Lưu Võ đánh bại. Người khác không biết, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng. Lưu Võ thực lực cùng bọn họ đều là sàn sàn với nhau, mạnh yếu chỉ ở chỉ một đường, coi như là bọn họ nghĩ đánh bại Lưu Võ đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 1417, Thiên Cương Đại Sư Huynh. Nghe nói cái kia Long Ngạo Thiên bất diệt chiến thể đã tu luyện đến tầng thứ tư, xem ra hắn ở luyện thể thượng thiên phú quả nhiên là cực mạnh, e sợ ngoại trừ Thiên Cương Đại Sư Huynh, cũng chỉ có Vương Lâm Sư Muội mới có thể cùng chống lại. Một người mặc thanh bào nho nhã thanh niên khẽ thở dài, hắn ước chừng hơn 20 tuổi. Mày kiếm mắt sao, xem ra như một vị phiên phiên giai công tử, khí độ bất phàm. Hắn chính là chín đại vương giả xếp hàng thứ hai đại hoang vương Chu Đạo Tế, thực lực sâu không lường được. Chu Đạo Tế nhìn đối diện một người mặc màu vàng quần dài nữ tử, cô gái kia xem ra anh khí bất phàm, khiến người ta vừa nhìn là có thể lưu lại ấn tượng thật sâu. Nàng là xếp hạng thứ ba hỗn nguyên vương Vương Lâm, tinh tu hỗn nguyên nhất khí, có người nói nắm giữ thượng cổ huyết mạch, thân thể cực mạnh. Không sai. Vương Lâm sư muội hỗn nguyên nhất khí đã sớm đại thành, bây giờ e sợ đã sắp muốn viên mãn. Cái kia Long Ngạo Thiên thực lực mạnh mẽ, nhưng tiếc là chúng ta không thấy hắn cùng Lưu Võ một trận chiến, bằng không cũng có thể phán đoán một hồi hắn thực lực chân chính. Một người mặc màu đỏ thẫm giáp trụ, giữ lại một tiền phát, xem ra hết sức dương cương khỏe mạnh nam tử sang sảng cười một tiếng nói, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn là Đốt Thiên Vương Lưu Chính Phong, tu luyện chính là đốt ngày kích pháp. Chính là trong truyền thuyết hỏa thần thân thể, trời sinh thân cùng thiên địa hỏa diễm pháp tắc. Chu Đạo Tế, Vương Lâm cùng Lưu Chính Phong quan hệ khá là cầu tiến, vì lẽ đó bình thường đi cũng là rất gần. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Long Ngạo Thiên, một cái vừa mới nhập môn 3 năm đệ tử, có thể có bản lãnh gì? Ta nhìn Lưu Võ thực sự là càng tu luyện càng đi trở về, cũng không biết hắn có tư cách gì cùng chúng ta đặt ngang hàng chín đại vương giả. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là một người mặc áo bào đen nam tử trẻ tuổi, xem ra oai hùng bất phàm, con người quang như điện, quanh thân phảng phất có hào quang màu tím tràn ngập, cả người xem ra đều có vẻ cực kỳ ngạo khí, phảng phất không có đem tất cả để ở trong mắt. Lôi Đình Vương Đặng Cương Giác, mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 8, thế nhưng thực lực chân chính cực kỳ khủng bố, thậm chí đồn đại hắn nắm giữ trước 3 sức chiến đấu.
Chu đạo tế khẽ nhíu mày một cái đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Vương Lâm phảng phất lòng có chút không yên, cũng không có cùng Chu đạo tế, Lưu Chính Phong nói thêm cái gì, ánh mắt ở trong đám người siêu tầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lưu Chính Phong nhìn thấy Vương Lâm bộ dạng, không khỏi cười khẽ một tiếng nói, Vương Lâm, Thiên Cương đại sư huynh khẳng định sẽ trở lại, ngươi đừng cùng một hòn vọng phu như thế, chỉ lo người khác không biết ngươi đối với Thiên Cương đại sư huynh có ý tứ. Chu đạo tế cùng Lưu Chính Phong đều biết, Vương Lâm yêu thích Thiên Cương đại sư huynh, chỉ là Thiên Cương đại sư huynh là cái mê võ nghệ, chỉ biết là tu luyện, đối với chuyện nam nữ không có chút nào quan tâm, nhưng Vương Lâm nhưng kiên nhẫn, một mực đuổi ngược Thiên Cương đại sư huynh. Biết thì lại làm sao? Không giống như là người nào đó, liền sẽ phẫn nhu nhược, muốn lấy lòng đại sư huynh, đáng tiếc đại sư huynh căn bản không để ý đến nàng. Vương Lâm thản nhiên nói, ánh mắt nhìn sang đứng ở cách đó không xa một cô gái. Đó là một người mặc quần dài trắng nữ tử, dung nhan tuyệt lệ, vóc người cao gầy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, mặt mày như tranh vẽ, cả người đều tản ra một luồng nhu nhược mà ôn uyển khí chất. Huyền Âm Vương Mẫn Nhu, chín đại vương giả xếp hạng thứ tư, chỉ đứng sau Vương Lâm, cũng là trừ Vương Lâm ở ngoài duy nhất một cô gái, đáng tiếc cũng là Vương Lâm kẻ thù. Mẫn Nhu phảng phất đã nhận ra Vương Lâm ánh mắt, quay đầu quay về nàng gật gật đầu, nụ cười hết sức đẹp đẽ. Hừ, hồ ly tinh, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi. Chu đạo tế cùng Lưu Chính Phong nhìn thấy Vương Lâm như vậy, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Vương Lâm tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tâm tính nhưng giống như một tiểu hài tử như thế, tổng là cũng không có việc gì đi ăn Mẫn Nhu giấm chua. Bất quá chuyện như vậy hai người bọn họ cũng không dám mù sảm cùng, nữ nhân ghen là chuyện kinh khủng cực kỳ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trong hư không ánh sáng óng ánh, một đạo quang mang rực rỡ từ đằng xa bay lướt tới, ngang qua vạn trượng hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh rốt cục đã trở về. Vương Lâm ánh mắt sáng lên, nhất thời cười lên. Trong hư không xuất hiện một người mặc da thú, phơi bày màu đồng cổ da thịt nam tử, hắn xem ra dĩ nhiên có cao một trượng. Sắc mặt xem ra hết sức hàm hậu, quanh thân khí huyết bốc lên, như long hổ giống như quay quanh ở phía sau, cả người đều như một vị thái cổ hung thú. Hắn từ trong hư không hạ xuống, còn như lôi đình giống như vậy, đại địa đều rung động mấy lần, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy cực kỳ kính nể vẻ mặt. Nam tử này chính là Tiềm Long bảng số 1, Chiến Thần Học Viện Thiên Cương đại sư huynh. Dĩ nhiên nắm giữ thượng cổ huyết mạch sao? Không trách thân thể mạnh như vậy. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn từ Thiên Cương trên người cảm thấy một luồng cổ lão mà khí tức thần bí, vô cùng khủng bố. Hắn có thể đủ cảm giác được, Thiên Cương thân thể cực kỳ khủng bố, để hắn đều cảm giác được một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nói như thế, Thiên Cương thân thể không kém hắn. Lăng Tiêu mắt hơi híp lại, Thiên Cương tu vi vẫn là thiên thần cảnh viên mãn, nhưng nếu là hắn không có đoán sai, e sợ Thiên Cương bất diệt chiến thể đã tu luyện đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 tam thần hóa long, trải qua thận trọng viên mãn như một. Thân thể vô cùng, được xưng có thể chiến thần vương. Lăng Tiêu nguyên bản đối với một lần này 60 năm thi đấu cũng không có gì chờ mong, thế nhưng ở hắn thấy được Thiên Cương phía sau, nhất thời chiến ý trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Cương tuyệt đối là một tên kình địch, là Thiên Cương đại sư huynh, ha ha, đại sư huynh khí tức càng phát kinh khủng, xem ra lần này đại sư huynh lại có cơ duyên lớn. Ta cảm giác đại sư huynh chỉ sợ cũng sắp đột phá đến thần vương cảnh, một lần này Tiềm Long bảng đầu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không sai, đại sư huynh Thiên Phú tuyệt luân, có thể chiến thắng người của hắn còn không có có sinh ra đây. Ở nhìn thấy Thiên Cương một sát na, toàn bộ Chiến Thần Học Viện đệ tử cũng bắt đầu sôi trào lên, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Thiên Cương đại sư huynh ở Chiến Thần Học Viện bên trong nắm giữ rất cao uy vọng, chính là vô số đệ tử sùng bái thần tượng. Thiên Cương cũng không là đại gia tộc nào đệ tử, truyền thuyết hắn chính là một đứa cô nhi, thuở nhỏ bị trong núi sói cái chăm sóc lớn lên. Sau đó gặp may đúng dịp chiếm được công pháp tu luyện, từ đây nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, sau đó càng là thông qua thái hư thí luyện tiến vào Chiến Thần Học Viện bên trong, trở thành Tiềm Long bảng đầu. Viện trưởng, ta chưa có trở về muộn đi, Thiên Cương trực tiếp đi tới Cơ Cổ Viễn trước mặt, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười thật thà. Không muộn, xem ra tu vi của ngươi lại có tinh tiến, ha ha ha. Tốt, rất tốt, Cơ Cổ Viễn râu tóc bạc phơ, xem ra tiên phong đạo cốt, toàn thân áo trắng phiêu phiêu. Khí chất xuất trần, hắn nhìn Thiên Cương trong đôi mắt của tràn đầy không che giấu được vẻ hài lòng. Chương 1418, thi đấu quy tắc. Thiên Cương thực lực cực mạnh, chính là được công nhận Chiến Thần Học Viện người số 1, coi như là rất nhiều trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng Thiên Cương bây giờ còn không có đột phá đến thần vương cảnh,
thế nhưng là đã có không ít thần vương cảnh cường giả thua ở trong tay hắn. Cơ Cổ Viễn đối với Thiên Cương mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể đủ kế tiếp trăm viện thi đấu bên trong đạt được thành tích tốt. Coi như là cái khác tám đại vương giả, nhìn về phía Thiên Cương trong ánh mắt cũng đầy là vẻ trịnh trọng, tuy rằng những năm gần đây, có không ít người muốn thay thế được Thiên Cương vị trí, nhưng xưa nay đều chưa từng có ai thành công. Thiên Cương mặc dù coi như cực kỳ hàm hậu, thế nhưng chiến đấu với nhau nhưng cực kỳ khủng bố, hắn chiến lực mạnh mẽ xé nát hết thảy dám ở khiêu chiến đệ tử của hắn tự tin. Một mảnh sáng chói thần quang tràn ngập ra, Cơ Cổ Viễn cùng mấy vị phó viện trưởng, trưởng lão đều ở xa xa trên đài cao ngồi xếp bằng xuống, từng cái tản ra vô cùng mạnh mẽ khí tức gợn sóng. Rất nhiều trưởng lão, trọng tài cũng đều đã đúng chỗ, 60 năm thi đấu bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chư vị, ta Chiến Thần Học Viện 60 năm một lần thi đấu sắp bắt đầu. Một lần này 60 năm thi đấu, học viện cho mọi người cung cấp cực kỳ phần thưởng phong phú, chỉ muốn các ngươi có đủ thực lực, liền có thể có được các ngươi hết thảy mong muốn. Cơ Cổ Viễn đứng dậy, theo tiếng nói của hắn truyền khắp mảnh này lớn sân rộng, đông đảo đệ tử đều là an tĩnh. Cơ Cổ Viễn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, một lần này 60 năm thi đấu cùng lần trước như thế, Tiềm Long bảng 9 người đứng đầu kế thừa 9 đại vương giả vị trí, khiêu chiến quy tắc cũng cùng trước như thế, đó chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thấp có thể khiêu chiến xếp hạng cao sư huynh sư tỷ, xếp hạng cao không thể khiêu chiến xếp hạng thấp sư đệ sư muội, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Người thắng tự động thay thế được người thua Tiềm Long bảng thứ tự. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một lần này 60 năm thi đấu chia làm hai đại phương diện khen thưởng, đệ nhất nhưng là khen thưởng Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu, Tiềm Long bảng đầu có thể được 100 giọt thánh dịch, miễn phí tiến nhập võ tàng lâu một lần, miễn phí tiến nhập thần chỉ cùng chiến thần tháp tu luyện một năm, Tiềm Long bảng người thứ 2 đến người thứ 9, có thể được 50 giọt thánh dịch, thần vương khí một cái, đứng thứ 13 đến người thứ 30. Có thể được 20 giọt thánh dịch, tùy chọn thần vương đan một viên. Thứ 31 tên đến người thứ 100, có thể được 10 giọt thánh dịch. Thứ hai phương diện nhưng là khen thưởng tăng lên thứ tự nhiều nhất 100 người đứng đầu, phần thưởng đệ nhất 100 giọt thánh dịch, bán thánh chi bảo một cái, miễn phí tiến nhập võ tàng lâu một lần. Người thứ hai đến đứng thứ 13 khen thưởng 30 giọt thánh dịch, giả thần vương khí một cái. Người thứ 11 đến người thứ 50 khen thưởng thánh dịch 20 giọt. Tùy chọn thần vương đan một viên, thứ 51 tên đến người thứ 100 khen thưởng 10 giọt thánh dịch. Cơ Cổ Viễn một hơi đem 60 năm thi đấu quy tắc cùng với giáng lâm tất cả đều tuyên bố đi ra. Vù, theo ống tay áo của hắn vung lên, nhất thời một mảnh hào quang óng ánh xuất hiện ở trong hư không, nơi đó có óng ánh trong suốt, óng ánh như thần dương giống như thánh dịch, cũng có cường đại thần binh lợi khí, càng có chân quý đan dược, các loại bảo vật không thiếu gì cả. Đông đảo đệ tử nhất thời đều là sôi trào lên. Năm trước 60 năm thi đấu, đều là khen thưởng Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu, mà năm nay nhưng là nhiều hơn một phần thưởng lệ tăng lên thứ tự nhiều nhất 100 người đứng đầu, nhất thời để đông đảo đệ tử đều là bắt đầu kích động. Tỷ như xếp hạng thứ 8.000 tên người, nếu như có thể chiến thắng Thiên Cương Đại Sư Huynh, cái kia trực tiếp chính là tăng lên 8.000 tên, nhất định là hoàn toàn xứng đáng người số 1. Như vậy đối với cái kia chút mới nhập môn không lâu đệ tử mới tới nói cũng là một tin tức tốt. Nói không chắc sẽ có người gặp may mắn trực tiếp tiến vào 100 người đứng đầu. Bất quá mọi người giờ khắc này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Tiêu, bọn họ cũng đều biết Lăng Tiêu chính là Tiềm Long bảng thứ 8.601 tên, thế nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối có Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu sức chiến đấu, xem ra lần này tăng lên thứ tự nhiều nhất nhất định là Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ. Đây chính là 100 giọt thánh dịch cùng một cái bán thánh chi bảo, hơn nữa có thể tiến nhập võ tàng lâu tùy chọn một môn công pháp tu luyện. Nhất thời đông đảo đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng đố kỵ. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cũng là hiểu Cơ Cổ Viễn dụng ý. E sợ Cơ Cổ Viễn cũng là biết trăm viện thi đấu tức sắp đến, cho nên mới phải không tiếc đánh đổi lấy ra nhiều như vậy khen thưởng, chính là vì khích lệ đông đảo đệ tử nỗ lực chiến đấu, vì là kế tiếp trăm viện thi đấu làm chuẩn bị. Hạng nhất khen thưởng đối với Lăng Tiêu tới nói vẫn là rất có sức hấp dẫn, tối thiểu phải đến rồi những phần thưởng này phía sau. Hắn đột phá đến thần vương cảnh nắm bắt cũng có thể nhiều hơn rất nhiều. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, phía dưới ta tuyên bố, Chiến Thần Học Viện 60 năm thi đấu, chính thức bắt đầu. Cơ Cổ Viễn khẽ mỉm cười nói, sau đó liền lui về. 9 tòa thần chiến võ đài, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Ta đi tới, Tiềm Long bảng thứ 3.681 tên Tào Khôn, Lưu Sư Huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một người mặc hắc bào người trẻ tuổi không kịp chờ đợi leo lên thần chiến võ đài, quay về phía dưới một người tuổi còn trẻ nam tử lạnh lùng nói rằng. Tu vi của hắn chính là thiên thần cảnh sơ kỳ, mà trong miệng hắn Lưu Sư Huynh, là một cái áo bào trắng thanh niên, xem ra nho nhã bất phàm,
tương tự là thiên thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng khí tức nhưng có vẻ hơi đen tối không rõ. Hắn gọi Lưu Nguyên, tiềm long bảng thứ 3,101 tên, cao hơn Tào Khôn hơn 500 tên. Tào sư đệ, người căn bản không phải là đối thủ của ta, cần gì phải tự rước lấy nhục đây? Lưu Nguyên cười nhạt một cái nói. Lưu Nguyên, người cái này hèn hạ vô sỉ ngụy quân tử, Vương Lan còn tiện nhân kia lại dám giấu ta cùng ngươi thông đồng cùng nhau, thù này không đội trời chung, hôm nay tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng ta cũng phải để cho ngươi sống không bằng chết. Tào Khôn ánh mắt đỏ như máu nói. Mọi người vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái, tuy rằng tất cả mọi người biết 60 năm thi đấu thời điểm, cũng là rất nhiều đệ tử kết thù oán thời điểm, nhưng cũng không nghĩ tới Tào Khôn cùng Lưu Nguyên dĩ nhiên là vì là một người phụ nữ tranh giành tình nhân, hơn nữa còn muốn ra tay đánh nhau. Có ý tứ, ha ha, đại ca, người đoán ai sẽ thắng? Diệp Lương Thần một bộ nhao nhao muốn thử vẻ mặt, nhìn Tào Khôn cùng Lưu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Tào Khôn đi, ta nhìn quanh người hắn có lôi đình khí tức. Nói vậy hẳn là tu luyện thiên cương ngũ lôi chính pháp. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói. Chiến thần học viện 9 đại tuyệt học cần không rẻ điểm cống hiến, giống như đệ tử căn bản hối đoái không nổi, nhưng nếu là tu luyện 9 đại tuyệt học, ở quá trình chiến đấu bên trong cũng sẽ chiếm được rất lớn tiện nghi, dù sao 9 đại tuyệt học uy lực vô cùng, chính là chiến thần học viện cường đại nhất công pháp tinh hoa. Thiên cương ngũ lôi chính pháp sao? Vậy cũng có ý tứ. Diệp Lương Thần hơi sững sờ, gật đầu một cái nói. Ầm ầm, Tào Khôn cùng Lưu Nguyên đã đánh nhau, cũng vậy ngươi tới ta đi, chiến đấu cũng coi như là kịch liệt, Tào Khôn cùng Lưu Nguyên thi triển đều là chiến thần vương quyền, nhưng là rất rõ hiện ra Lưu Nguyên trên chiến thần vương quyền trình độ, muốn vượt qua Tào Khôn. Cũng vậy chiến mười mấy hội hợp phía sau, Tào Khôn trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, một quyền hướng về Lưu Nguyên đánh tới, đồng thời quanh thân có sáng chói lôi quang tràn ngập, hội tụ ở quyền của hắn mang bên trên, để một quyền này sức mạnh nháy mắt tăng vọt. Chương 1419, xếp hạng tăng vọt. Người dĩ nhiên tu luyện thiên cương ngũ lôi chính pháp, làm sao có khả năng? Lưu Nguyên biến sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Thế nhưng tốc độ của một quyền này quá nhanh, hơn nữa Tào Khôn xuất kỳ bất ý bên dưới bạo phát thiên cương ngũ lôi chính pháp sức mạnh, để Lưu Nguyên căn bản khó có thể chống đối, rất nhanh đã bị Tào Khôn một quyền oanh thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Vương Lan ngươi một cái tiện nhân, đây chính là ngươi cấu kết tiểu Bạch Kiểm. Quát con vô dụng. Ha ha ha, Tào Khôn nhìn phía dưới một cái nữ tử xinh đẹp cười lạnh một tiếng nói, sau đó một cước đem Lưu Nguyên đạp xuống thần chiến võ đài. Trận chiến này hắn là thắng rồi, hơn nữa còn tăng lên hơn 500 cái thứ tự. Lưu Nguyên trong miệng ho ra máu liên tục, nghe được Tào Khôn lời nói này phía sau, nhất thời trực tiếp tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tào Khôn đón lấy lại khiêu chiến hai người đệ tử, chỉ là lần này sự lựa chọn của hắn liền bảo thủ rất nhiều, cuối cùng hai trận chiến hai thắng. Tiềm long bảng xếp hạng cũng là tăng lên tới thứ 2,872 tên. Ngoại trừ Tào Khôn cái này thần chiến võ đài ở ngoài, những thứ khác thần chiến võ đài cũng đều là khí thế hừng hực bắt đầu đại chiến. Bất kể là trong ngày thường người có thù oán, còn là đơn thuần muốn khiêu chiến sư huynh sư tỷ, chuẩn bị một trận chiến dương danh người đều dồn dập triển khai đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá 9 đại vương giả trên căn bản đều không có ra tay, cũng không có ai dám khiêu chiến bọn họ. Lăng Tiêu này một bên, Phương Thịnh cũng ra tay rồi. Phương Thịnh mặc dù chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng hắn tu luyện bất diệt chiến thể, hơn nữa đã đạt đến tầng thứ 3, thân thể mạnh mẽ vô cùng, cuối cùng 3 trận chiến 3 thắng. Cuộc chiến thứ 3, Phương Thịnh trực tiếp đánh bại một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thay thế hắn xếp hạng, tiến vào tiềm long bảng thứ 203 tên. Phải biết Phương Thịnh trước kia thứ hạng là ở hơn 5.000 tên, bây giờ một hồi liền tăng lên tới tiềm long bảng thứ 203 tên. Để rất nhiều người đều sợ ngây người. Ha ha ha, Long sư huynh, ta cũng đi thử xem. Doãn Thiên Thông nhất thời cũng là không nhịn được, bắt đầu ra trận đi khiêu chiến. Doãn Thiên Thông tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh viên mãn, tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn tu luyện 9 đại một trong những tuyệt học hỗn nguyên nhất khí, phối hợp hắn ngũ hành thiên độn thuật, có thể bùng nổ ra sức mạnh vô cùng to lớn. Doãn Thiên Thông lựa chọn người chọn đầu tiên chiến đối tượng vẫn tính là bảo thủ, là thiên thần cảnh hậu kỳ một người học trò. Đương nhiên hắn không nghi ngờ chút nào chiến thắng, xếp hạng nháy mắt liền tăng lên tới người thứ 300. Lần thứ 2 khiêu chiến, Doãn Thiên Thông trực tiếp khiêu chiến một cái thiên thần cảnh viên mãn đệ tử, người đệ tử kia tu luyện chính là phần thiên kích pháp, uy lực vô cùng, bất quá Doãn Thiên Thông ngũ hành thiên độn thuật quá mức quỷ dị khó lường, cuối cùng trải qua mấy trăm hiệp đại chiến, Doãn Thiên Thông vẫn là thắng rồi, xếp hạng tăng lên tới thứ 158 tên. Nhất thời, có rất nhiều người đều chú ý tới Doãn Thiên Thông. Ai ya? Long Ngạo Thiên biến thái như vậy,
vì sao hắn mấy người bên cạnh cũng biến thái như vậy? Cái này Doãn Thiên Thông là cái nào dễ hành? Trước đây xưa nay chưa từng nghe nói a. Không phải là, thật giống 3 năm trước Doãn Thiên Thông chỉ là chân thần cảnh tu vi, thời gian 3 năm tăng lên tới thiên thần cảnh viên mãn, còn có để cho người sống hay không? Chẳng lẽ cái tên này thật muốn tiến nhập 100 người đứng đầu sao? Cái kia cũng nói không chừng, bất quá 100 người đứng đầu sư huynh đều có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, e sợ không dễ như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Doãn Thiên Thông trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu bên người Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần cũng xem như, bây giờ chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, ngược lại cũng không tính là quá mức đáng sợ, nhưng còn có một Huyền Vương cũng là thiên thần cảnh viên mãn tu vi. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Huyền Vương cứu có thể tiến nhập tiềm long bảng bao nhiêu tên. Lần thứ 3 khiêu chiến, Doãn Thiên Thông lựa chọn khiêu chiến người thứ 100 đệ tử Ngô Song Xuân. Ngô Song Xuân chính là có uy tín thiên thần cảnh viên mãn cường giả, tu luyện là Hỗn Nguyên Nhất Khí cùng Ngũ Nhạc Thần Trường, hơn nữa đều đạt tới tiểu thành cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Doãn Thiên Thông trận chiến này vô cùng gian nan, dù sao tu vi của hắn mặc dù là thiên thần cảnh viên mãn, nhưng vẫn là muốn so với Ngô Song Xuân yếu hơn một bậc. Nhưng ngũ hành thiên độn thuật vô cùng huyền diệu, Lăng Tiêu thậm chí suy đoán ngũ hành thiên độn thuật rất có thể là một môn vô thượng thánh thuật, cực kỳ phù hợp Doãn Thiên Thông thể chất. Vì lẽ đó Doãn Thiên Thông tuy rằng rơi vào rồi hạ phong, thế nhưng lấy ngũ hành thiên độn thuật đến thời điểm vẫn có thể chống đỡ. Hai người đại chiến hơn 1000 hiệp, Doãn Thiên Thông nhớ kỹ Lăng Tiêu, vẫn vững vàng, đến cuối cùng Ngô Song Xuân có chút không nén được tức giận, rốt cục bị Doãn Thiên Thông chộp được một sơ hở, đem đánh bại. Doãn Thiên Thông cũng rốt cục leo lên tiềm long bảng người thứ 100. Này mọi người một cái đều là chấn kinh rồi, từ hơn 8000 tên tăng lên tới tiềm long bảng người thứ 100, Doãn Thiên Thông này chỉ ít cũng là tăng lên thứ tự bảng 10 người đứng đầu a, vừa nghĩ tới tưởng thưởng phong phú như vậy, trong mắt của mọi người tràn đầy cực kỳ ước ao cùng ghen tị vẻ mặt. Lão Doãn, không sai a, dĩ nhiên tiến nhập 100 người đứng đầu. Diệp Lương Thần vỗ vỗ Doãn Thiên Thông bả vai, hai người câu vai dựng cõng cười hắc hắc nói. Nhờ có Long Sư Huynh chỉ điểm, khà khà, Doãn Thiên Thông tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Hắn 3 lần cơ hội khiêu chiến cũng đã dùng hết rồi, đón lấy duy nhất phải chú ý chính là đánh bại muốn người khiêu chiến hắn, bảo trì lại tiềm long bảng thứ tự là được. Doãn Thiên Thông ra tay, để Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần cũng đều là nhao nhao muốn thử lên. Phong Nhã là phong linh thân thể, Lăng Tiêu làm cho nàng tu luyện tài quyết thất thức, Phong Nhã trên tài quyết thất thức tiến cảnh thần tốc, bây giờ cũng đã đạt đến tiểu thành cảnh giới. Mà Diệp Lương Thần tu luyện nhưng là quang minh ấn, tuy rằng tiểu tử này bình thường tu luyện cả lơ phất phơ, nhưng trên quang minh ấn tiến triển cũng rất nhanh, phảng phất vô cùng phù hợp Diệp Lương Thần thể chất. Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần rất nhanh đều thắng 2 cục, Phong Nhã tăng lên tới tiềm long bảng thứ 620 tên, Diệp Lương Thần tăng lên tới tiềm long bảng người thứ 600. Đại ca, ngươi nói ta cũng khiêu chiến 100 người đứng đầu ra hỏa thế nào? Diệp Lương Thần nhao nhao muốn thử nói rằng, dĩ nhiên là liếc tới tiềm long bảng 100 người đứng đầu. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, cười nói, được đó, đừng nói là 100 người đứng đầu, ta nhìn ngươi nói không chắc liền 10 người đứng đầu đều có thể vào, muốn không thử xem 10 người đứng đầu. Diệp Lương Thần là thiên thần cảnh trung kỳ, như là chọn chiến thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử, mới có thể dễ dàng chiến thắng, bất quá Diệp Lương Thần căn bản không có thể tính toán theo lẽ thường, cái tên này thân hoài vận rủi thân thể, đừng nói là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, coi như là một vị thần vương, ép, Lăng Tiêu cũng tin tưởng hắn có thể giết chết. Diệp Lương Thần ho khan một tiếng nói, đại ca đừng nói giỡn, 10 người đứng đầu cái kia chút biến thái, ta có thể không phải là đối thủ. Bất quá chiếm được Lăng Tiêu cho phép, Diệp Lương Thần tự tin cũng là lên. Hắn trực tiếp nhảy lên thần chiến võ đài, ngạo nghễ nói, tiềm long bảng người thứ 99 sư huynh là cái nào? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.